Bé mẹ hay quên. Cái sông này nó giải được chứ lắm. Đúng rồi. Mà với mình bây giờ ha, mình sống chung với Covid rồi, mình không có thể nào mình ha, mình phải dùng cơ, mình có cái tinh dầu mạnh như vậy để mình, khi mình bị cảm hay gì là mình vô mình xong nó hết. Tại mình nói mình thôi, mình không có nói là tới cái gì việc mình hành pháp tu hành của mình. Nhưng mình thì nó có giải nữa, mình cần ngồi thiền niệm Phật rồi nhiều nhất. Khởi hành là điểm an yên, một bước chân đi một niềm hạnh, về trời thanh nhẹ trắng xanh, càn khôn quý một tín hoài không ngừng, phá tràng khai truyền tưng bừng. Bước chân khi niềm vui mừng lắm, dù cho cách chờ gần xa, hành hoài cũng tiến, hành hoài cũng nghe em nói không? Nè cái tinh dầu mà cửa sổ bàn nhà chị ở trên thành phố mà chỗ mà địa chỉ á, chị sợ lên vô bộ á, nhìn thấy không? Chị không nói gì nó lợi vậy đã, giờ em đi đi chăm nước. Recording in progress. Xong rồi có thêm con nhỏ bạn của em á, nó mua cái này nè, nó nói em từ lâu mà tại vì em nhiều xài nhiều tinh dầu lắm rồi, em tưởng là từng bình thường mà cuối cùng em xài chỉ một giọt thôi, nó thông hết cả dung lông mình luôn, rất là hay. Không phải của nó qua mấy quay như vậy. Chị cứ lên một cái sợ thì thà sợ là cửa sổ vàng, tinh dầu của cửa sổ vàng là nó lên đó, là chỉ có 150 tiền một chai thôi, rất là rẻ. Mà chai thời lâu đó, một giọt thôi, em nói chỉ một giọt thôi, xong nó không vui không nhận biết là hôm nay xanh từ đó thứ ở tại vì chị ở quận 8 cũng không có gia đình học hỏi đời nay học ba được ba tháng nay em xỉn tiền mua tất cả sản phẩm của nó hết rồi mà nó không có giao hàng cho em được, mà em muốn shipper đi lên đó đó mà công ty nó không mở cửa để cho em lấy hàng được. Em mua tinh dầu nè, cái máy cục ogon á, giờ để thử đồng cái cây với thử mùi nè, tìm được phòng mình đó, từ đổi thay thế tình với tinh dầu luôn á, công nhận được là kiểu của nó xài rất là hay. Em giờ em mới biết là tại vì quảng cáo từ lâu rồi mà em không tin, em xài rồi em tin thì em xài rồi em mới tin chứ em không có thể nào em tin mà. Cũng vậy là người có người đã qua sự rồi mà người đã xong rồi mà người khác càng phú càng cảm được mình thành tâm vẫn gặp chân tình quang khai xa cách đến ngày quy không là tránh chẳng ai hại mình. Ê
Thấy khỏe không? Đây có nhiều màn hình nữa. Ở bên chỗ chú dịch có nhiều không hả chú? Cũng thường, không có nhiều. Ở bên này dịch nhiều lắm, mỗi ngày bây giờ cũng phải 1.000 ca mà bây giờ cũng bị phong tỏa luôn. Chú ba cho con hỏi thăm chú ba. Ủa sao mà con chích thuốc ngừa ba? Chích thuốc ngừa mà người ta bị sốt, người ta bị nhức cái chỗ chích mà sao con chích không có bị chết được? Cơ thể mạnh đâu có bị gì đâu. Chú chích luôn chuyện sẵn cái, chú cái dấu chích luôn cái nhói một cái rồi con về là con bình thường, con không có một cái gì hết luôn. Mà các người thì bị sốt rồi bị nhức cái chỗ cái tay, con chẳng bị gì. Con nghĩ không có tác dụng. Hello Anjali. Hello. So you have a nice dress today? Yes, Indian dress. Okay, good. How are you, Kuba? So happy to see you. Yeah, you look very impressed. Very thank good. You. Quá ơi. Hả? Còn nhân người mới chào chú quá. Tên gì? Con cũng tên Hoàng Vũ. Hoàng Vũ. Dạ, nhà cũng biết đạo lâu rồi mà không có làm được nó lớn không à. Là làm mà phải tu, phải tu. Phải ráng tu, phải phấn đấu lên chứ không có phải dễ đâu. Không phải tu vừa chơi vừa bỏ, không có phải vậy đâu. Tu phải quyết chí. Dạ, chắc vậy cũng dạ, cũng chán rồi bắt đầu. Bây giờ phải mình tu phải tìm hiểu tại sao mình tu. Mình phải hiểu tại sao tu. Dạ yeah. Ôi sao tu? Trả lời được là mày hiểu à. Vậy hả chú? Tại sao muốn tu? Chắc không mà không biết gì mà nghĩ chắc muốn làm cái gì lạ lạ thôi chứ cũng không có phải gì cho cao. Lạ lạ. Tu mà làm lạ lạ kiểu đó là bỏ chắc chắn. Vậy hả chứ quá em. Mình phải hiểu cái ý nghĩa của tu hành là cái gì, tại sao mình phải tu. Yeah. Thì mình mới tu chứ còn, yeah. Chứ còn mình làm chơi cho vui thì rồi có bị lôi cuốn bỏ mất tiêu. Yeah. Bây giờ tìm hiểu ở trên mạng đó, có vô mấy cái website chú bá nói chuyện được như đó, có thầy tám nói chuyện đó, mình phải tìm hiểu. Chứ không phải mình tu chơi cho vui, không có phải vậy. Đâu có gì đâu vui. Mình biết pháp bao lâu rồi? Dạ, cũng biết pháp thì biết chắc 30 năm, nhưng mà không có làm. 30 năm, mất 30 năm. Mất 30 năm á. Nay mấy tuổi? 54 tuổi. Ráng tu đi, không có thì giờ đâu. Muốn tu phải cần thời gian lâu lắm nó mới phát triển, chứ không phải vô tu phát triển liền. Cái cây sầu riêng ở bên Việt Nam trồng bao mấy năm có trái? Chắc mà giờ thì nhanh chứ nó cũng 10 năm. Cái sầu riêng 10 năm có trái.
Còn cái tâm của mình đó, không phải dễ đâu. 10 năm mới bán được cái trái sầu riêng. Phải kiên trì lắm. Mà cây cũng nghe của bên chú báo quá trời, mà thấy nghiệp nó cứ kéo liên tục mà. Mình thở chứ mình phải tập cái pháp mỗi ngày đó để mình giải nghiệp, chứ còn không mình không có thở thiền mỗi ngày đó nó lôi cuốn mất à. Ví dụ bữa nay mình có cái ý tu, mình không tu cái mình bị động loạn trượt vô cái là nó mất tu liền à. Nó có cái ý khác mất tu liền. Không phải dễ đâu, không phải tự nhiên mình muốn tu là được đâu. Có nhiều pháp người ta cũng có tâm tu, ta muốn tu lắm. Nhưng mà ta không hiểu đó rồi tu cũng không có kết quả. Đâu phải ngồi nó nghĩ tôi nghĩ tới trời Phật là tôi tu đâu, không phải. Tôi ngồi tôi nhớ trời Phật là tôi tu đâu, không phải. Nghĩ chắc là phải hy sinh nhiều, tại vì làm thợ hồ nên cũng ăn nhậu nhiều. Đúng rồi. Lời cuốn. Mình làm việc nó bị, mình làm việc mỗi ngày nó bị ra, bị tự nhiên mình phân tán rồi có mình làm biến rồi này kia nọ rồi. Ráng tu đi. Đâu có sao đâu mà thầy. Bắt đầu lên lại để dễ kêu bên để coi lấy một cái ráng tu đi, không có cơ hội đâu, không phải dễ. Đâu luôn á. Vậy nha chú bá, cảm ơn nhiều. Có câu hỏi gì cứ hỏi, tự nhiên nó cũng có nhiều người bạn đạo tham gia rồi. Chú cấp cái quyền co-host cho con hỗ trợ chú tắt mic chú. Ok. Tên gì? Billy hả? Không học thì thôi, không học thì thôi. Sáng sớm lạnh nè má, trời lạnh nha. Con sáng sớm không mất gì cái chục cá luôn. Lật quá, để bật TV. Sao chị Yến? Yến Lê Thị Yến. Không mở mic lên nói chuyện nghe. Em chào anh Tới rồi cả nhà. Nói được rồi đó. Nói thử được nghe được không? Dạ nghe được. Chị tu lâu chưa? Dạ hồi đó thì trước giải phóng có theo người bác lên thành phố đó, đi tới thượng đường hầu dân em có thấy cộng đánh miếu, có nghe được điển của mẹ xuống nghe 4 câu thơ của mẹ ba. Yến con ơi, ngày giờ đã đến, mẹ con thương quý mến nào không, ấu thơ cần lượt nước trong, yếu thừ dạng dẽ cho lòng thấm tươi. Từ đó đến nay
đi giải phóng vô rồi. Bận rộn nhiều việc, công việc, gia đình, xã hội. Ra cái chuyện tu tập không có được hoàn chỉnh. Ngày hôm nay biết được pháp nên tinh tấn tu hành để theo kịp đàn anh, đàn em. Hôm nay đến đây quá xúc động. Trước đó cũng có tu theo pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật pháp của ông Tám. Nhưng mà hành thiền thì cũng có thời gian lúc còn trẻ, lúc đó 17 tuổi. Có tu một thời gian hành pháp, cũng có đạt những chứng. Sau cái thời gian giải phóng rồi, gia đình hoàn cảnh cũng nhiều chuyện nên không có đi theo được. Rồi cái sự học hỏi đó của người bác đó cũng không có được. Bác qua đời, mấy đứa em út rồi cũng không có theo được. Mấy ngày hôm nay đến đây gặp anh ba chỉ dạy dùm để tu tiến cho nó mau, tu tiến theo kịp. Cô chờ chú chút đi, chú bị ao ra ngoài. Đó, cái máy nó bị đứt đoạn. Nghe không Yến, nghe không? Dạ, dạ nghe. Ok, thôi biết pháp rồi, ráng tu đi, tốt lắm á. Đừng có bỏ. Yeah. Phải tu cho đạt, cho có kết quả. Mình có kết quả rồi mình không tu nó mất kìa. Hồi xưa cũng tinh tấn lắm. Còn trẻ 17 tuổi thì cũng theo bác đi lên phố đi học hỏi. Giờ có đi để mà vô phẩm thánh miếu, cũng nghe đàn của trên xuống thơ. Rồi thời gian sau là không có đi lên tới trển được. Thời gian xã hội nhiều biến động, rồi gia đình nhiều công việc nên không có tu tiến được. Nhưng vẫn trì trí ăn chay một tháng 10 ngày chẩn niệm Phật, nhưng mà không có thành pháp nhiều. Tất cả tháng nay thì muốn chuyên tâm hơn. Giờ anh bác dạy thêm. Giờ mình tu đó lo hành pháp để thanh lọc cái đã thông cái kinh mạch của mình là tránh.
cứ lo nhiêu đó thôi, không có cần đi tìm gì khác hết trơn. Đi tìm gì khác là trì trệ, nó chậm tiến. Cứ lo thở chữ minh thôi hồn, rồi lo tu ở nhà đó, mình phát triển mình ra là đúng. Chứ đi tìm tùm lum ở ngoài đó là trì trệ đó. À, anh bác ơi cho hỏi chứ sao mà khi mà mình cắn răng miệng Phật, cái hàm răng mình nó đang đưa, nó làm như đánh trống trống. Thì đúng rồi, cái điển nó chạy đó, nó kinh mạch mình chạy, nó hoạt động đó, nó chưa thông thì nó phản ứng này phản ứng nọ thì thôi chứ không có gì. Dạ, chấn động mạnh lắm. Lo niệm Phật đi. Lo niệm Phật đi rồi mình mới thấy trời Phật ở trong mình đó, chứ không phải ngoài. Đừng đi tìm ngoài, nó không có trúng đâu. Mình đi cứ lo thanh lọc nhẹ nhàng. Người ta nói như vậy là tại vì mình không có hiểu. Mình không có hiểu cái thế giới đó, mình không hiểu. Mình sanh ra ở đây, cái thế giới đây đó, mình nhìn cái bề ngoài đó, cõi hữu vi đó, mình suy luận tặc lắc cái trên, nó không có trúng. Cho nên muốn tu mà cho trúng đó là quay trở lại lo cho mình, nhắm mắt lại lo cho mình là đúng. Lúc đó mình mới biết sự thật là như thế nào. Chứ còn đi tìm ở ngoài này kia nọ không có đúng đâu. Trật hết trơn. Bây giờ nói thì nghe vậy chứ cũng không hiểu tại sao nói như vậy. Nhưng mà cứ việc hành pháp làm y vậy là đúng. Cứ nhắm mắt lại tu à. Đừng không tìm gì trên là nữa mới thấy là cao siêu. Đừng có nhìn kiếm ở ngoài không có đúng đâu. Chứ anh bác cho hỏi chứ như mình hành thiền rồi 3 giờ chiều tới 9 giờ tối là mình hành các pháp khác nhưng mà không thiền được thôi. Lúc đó mình thả chiếu minh, mình soi hồn là cũng được rồi. Nằm cũng được. Làm gì cũng được trên đó, đừng có soi, đừng có thiền thôi. Giờ đó mình mê thiền đó, mình chưa có mạnh đó, nó không có làm chủ được. Ok, tốt. Cảm ơn. Chú Bả, cho hỏi chú Bả. Hỏi đi. Dạ, nói đi. Dạ chào chú Bả, con là mời tập được là được gần năm tháng, nhưng mà thời gian vừa rồi đây là khi ngồi là có điện liên tục trên này, nhưng mà khi niệm Phật là không được, chỉ là cái chỗ này hoạt động rất là mạnh, không tập trung được. Nhưng mà có điện tức là có điện liên tục. Nếu mà có rút ở trên đỉnh đầu á, mình niệm trên đỉnh đầu. Dạ không rút được, tức là khi vào tức là khi đầu là có dấu hiệu là rút lên đỉnh đầu, nhưng mà khi mình chỉ chú ý vào á, tức là thở pháp luân thường chuyển á, là vừa một hơi lần đi, nhưng mà đến hơi thứ ba thứ tư thì y cái đầu xuống giống như là rất là nặng, và ba chỗ này là quay liên tục, thậm chí niệm Phật là muốn đưa lên cũng đưa không nổi, người quan nhiễu này rất là mạnh, tức là không bao giờ đưa y lên được, thả lỏng quay đấy, là bị gì vậy? Cái đầu chưa thông thì nó chưa có nó chưa có chạy lên được thôi, chứ không có gì soi hồn nhiều nữa, thông nó lên là cái đầu soi hồn nặng. Soi hồn thì có hiện tượng hơi thông một tí, nhưng mà khi ngồi á, tức là ngồi vào là có điện ngay, nhưng mà nó không thông như này được, nó quay giữa này này, quay giữa này nó không chi niệm được luôn. Biết rồi, bây giờ nó ở đây nó phát triển được, chưa lên được cái đầu nữa, nó nhẹ nó lên là nhưng mà nó có rút ngay cái nó chạy đây cái trước trán mình vậy là quý rồi, tốt. Tức rồi. Là khi đầu lần gọi lên niệm bình thường niệm á thì nó lên trên này được, nhưng mà khi mình tập mình thở soi hồn pháp luân thường chuyển á, lần y đầu lại này, y ngay chỗ này, đúng rồi, chỗ này này, chỗ này soi liên tục, chỗ này soi liên tục. Tại vì lúc mà mình thở thì soi hồn pháp luân thường chuyển thì cái trưởng nó dồn lên nhiều quá rồi, cái nó không có không có chỗ thoát nữa, nên cái đầu nó lì. Nhưng mà buổi tối ngồi thiền á, xúc luộc đi, xúc luộc đi rồi nữa nó nhẹ. Dạ, chứ con ngồi thiền là y cái đầu này, nhưng mình nằm xuống tại chữ minh thì thông nhẹ nhẹ lên. Mà còn ngồi là xúc ruột đi, xúc ruột đi, biết xúc ruột không?
Dạ chưa, chưa xúc ruột. Rồi xúc ruột đi, nữa nó thông vậy à, không có ai tu mà xúc ruột Thái Chí Minh nhiều á, thì nó nhẹ cái đầu. Ai cũng nặng hết trơn á, ở phía dưới hạ thừa mình hạ thừa mình nặng lắm, mới không chịu xúc ruột, không chịu thở Chí Minh đó, tu nó chậm tí lắm. Không chịu Chí Minh là ngay nào không thở ba bụng. Nhưng mà nó còn yếu lắm, xúc ruột vô là nó nhẹ, thử nhưng mà chú bảo cho hỏi, nếu mà bình thường thở Chí Minh mình để thẳng hai tay á thì cái hơi nó không được dài, nhưng mà để tay lên cái bụng á, nó giữ á thì nén được hơi, nhưng mà có thể bị sai không chú? Sai. Sao mình à? Cứ việc dạ chứ mình để thẳng á, để thẳng thì thẳng tay á, theo hướng dẫn á thì cái bụng mình không phình lên được, nhưng mà khi mình để cái tay lên cái bụng á thì có thể kéo dài cái hơi để tròn cái hơi được. Nhưng mà để tay còn trước còn nhiều quá chứ không có gì đâu, trước nhiều quá khó tu. Dạ nói chung mấy bữa nay thì tức là mặc dù là thầy có điện, thầy có điện ngồi là có liền, nhưng mà là nặng cái bay rồi đây, nặng cái đầu. Ok xúc ruột đi. Ai muốn tu tiến thì xúc ruột, thở Chí Minh xúc ruột. Yeah. Có cái phương pháp này là tu là tiến lẹ lắm. Còn làm biến tu, làm biến xúc ruột này kia nọ là tu chậm tiến, chậm tiến mình thiệt thòi chứ đâu có gì đâu. Cái ngày nào cũng tu từ sáng tối hết, nhưng mà lần bị mấy bữa nay lần có điện là coi như là cứ cô quăng ngơ quăng ngơ quăng không bước lên được. Bây giờ chỉ vô đây là có cái cách ta chỉ mấy cái kỹ thuật tu á, thì làm theo có kết quả lẹ. Còn không làm thì mình tự mình trì trệ thôi chứ có gì đâu. Cái phương pháp, những cái phương pháp ta chỉ đây đó là tu giúp tu lẹ đó. Tu lẹ mình thấy có kết quả tâm linh mình mới thích. Chứ còn mình tu không thấy gì trơn trọi, nản. Đó là ngồi cả đêm, ngồi một tiếng, hai tiếng, y nặng cái đâu. Ngồi cái nấy nhìn nằm xuống. Chứ ngồi không, biết, tức là biết không, không thể thông. Nhưng phải xúc ruột vậy hả? Dạ, để nghiên cứu xúc ruột. Rồi, cảm ơn chú ạ. Tô Minh Ký. Rồi nói đi. Nó trả lại, trả lại cái hình của ba đó. Nói đi Tô Minh Ký. Dạ cũng không có cũng không biết chuyện gì để nói chú ba. Ok. Có thắc mắc thì hỏi. Vui Phạm Vui. Dạ con chào chú. Hello. Dạ con chào chú. Chú ở bển chú. Mấy ngày nay đâu có làm việc được gì hả? Dạ không chú, ở nhà không chú. Có vắc mắc câu hỏi gì không? Dạ. Việc tiến bấm cái mic. Dạ chào anh ba. Rồi sao mới lại tu tốt rồi phải không? Dạ cũng có điểm rút ở trán rồi lại với lại khi mà mình thiền định thì mê. Đến khi mỏi chân thì mình mới tỉnh về để xả thì cũng được 1:45 1:30 vậy đó. Vậy cứ vô ngồi ngủ vậy thôi. Báo cáo anh là hôm bữa giờ là được vậy. Ok tốt, anh tu tốt lắm, cứ vô mỗi ngày cứ vô chắp tay soi hồn thả pháp luân thường chuyển ngồi đó ngủ được, ngủ vậy thôi, không có gì hết, cứ gì ngủ. Tới thiền định là ngủ mắt. Cứ ngủ hoài vậy đó.
ngủ riết có kết quả, không có gì thì khó khăn nó sẽ dễ lắm. Rồi khi mà thiền chung á, thiền chung với mấy bạn mỗi ngày thì tôi cũng vô thiền, thì cũng là tình trạng vậy. Cái giờ đầu á thì mình cũng làm tất cả các cái pháp, nhưng mà cuối cùng tới thiền định á thì cũng ngủ cái tới chừng mà tơi chân cho mình xả thì cũng được một tiếng mấy, xong cái ngầu tiếp lần hai và tới thiền định cỡ 5 phút 10 phút gì là cũng ngủ tiếp. Ngủ tiếp và tới chừng mà nghe tơi là mình xả là cũng được một tiếng mấy. Tốt à. Dạ. Nam Chu có câu hỏi gì không? Bấm mic nói chuyện. Dạ rồi. Chú bá. Mới nghĩ trong đầu thử thôi, chú bá kêu con đây. Chú bá kêu liền. Con thì tu thì cũng thấy cũng còn dở, cũng dở nhiều. Ngồi thiền cái tay nó sưng tù dù lên chú. Rồi sao sưng? Con không biết nữa. Con nghĩ chắc là đầu nó chưa phát cái nó dồn luôn cái tay này. Nó sưng dù mà thấy rõ luôn. Hồi trước thì tu cái vụ vi có tu pháp nào khác không? Dạ không, con chỉ tìm hiểu thôi chút, tại vì lúc nào cũng cứ thôi thúc mình là ai, xong rồi tới đây làm okay. Gì kiểu okay. Vậy tu đi tu dạ. Không sao. Dạ cái tay còn sưng không? Bịch nó đỡ rồi nhưng mà nó vẫn còn chú. Không sao, nó xẹp xuống từ từ. Không sao đang. Dạ. Cho mình thấy rằng là nó nghẹt rồi nó sưng lên, mình thở thiện thông nó xẹp xuống à. Cho nên bây giờ mình điều khiển được chuyện của mình đó, và niệm Phật làm xoa bóp cái tay cho nó thông, nó xẹp xuống. Mình chữa bệnh mình được. Dễ lắm, không có gì khó khăn. Dễ hợp. Nghẹt với thông thôi à. Mình bệnh là nghẹt, thông là hết bệnh. Dễ lắm. Dạ. Con hỏi chú một cái vấn đề nó liên quan với tới cái dịch bệnh này á. Thì về mặt đời ấy, thì người ta cũng nói là nhiều thứ, một cái nó là tự nhiên hay là thuyết âm mưu là do người ta hãm hại nhau hay gì đó không biết. Nhưng mà về cái bên mặt đạo thì con có biết một cái anh này ấy, thì ảnh cũng nhìn ra ảnh không có tu theo pháp này, thế nhưng mà ảnh cũng xuất hồn xuất vía rồi cũng này nọ, cũng nhìn thấy được vấn đề. Ảnh nói là cái này là do giống như là cái nghiệp quả của con người chung, thì cái dịch bệnh này là do cái ôn thần, nó giống như là phải tự nhiên nó cân bằng lại mà. Thì đúng rồi. Dạ. Tất cả những cái gì chuyện ở trần gian trong vũ trụ này là nó cân bằng hết trơn à, nó mới tạo ra vậy. Dạ, nhưng cái mà luật nó cân bằng mà nó nhồi lên nhồi xuống, nhồi lên nhồi xuống vậy đó, nó tăng lên tăng xuống, dăng qua dăng lại vậy đó, nhưng mà rốt cuộc cũng trở lại zero hết trơn à. Nhưng mà lúc mà nó dăng lên thì mình khổ, nó cũng như nó đưa đẩy á, lên xuống vậy nè. Rồi trong lúc mà nó cái nạn nó tới mình khổ, rồi hết nạn rồi xuống bình an, rồi nó bị nạn tới lợi. Cho nên bây giờ mình có pháp tu á, bây giờ nó lên nó xuống gì á, mình thở thiền mình lập quân bình tới lợi thì mình yên. Cái vũ trụ là nó biến đổi lên xuống, chứ nó không có yên, chứ không phải là im ru. Nhưng mà nó lên nó xuống vậy đó, nhưng mà nó động loạn tùm lum hết trơn rồi á, nhưng mà chung lại cái là cân bằng, hiểu không? Dạ. Bây giờ ví dụ như bây giờ trong cái hũ mình để mấy cái viên bi, mình rung nó chạy lên chạy xuống vậy đó, nhưng mà nó nằm trong cái hũ không, chứ nó không có lọt ra ngoài. Dạ. Nhưng mà trong cái hũ cái viên bi nó chạy làm vòng chạy lên chạy xuống, giăng quay giăng lại, khổ sở đủ thứ đó. Nhưng mà cái nguyên cái vũ trụ nó cũng vẫn là zero. Hiểu luật đó không?
Dạ, dạ cái đó thì con cũng hiểu, cũng biết thì dù kiểu gì là có hay không thì mình cũng cũng vẫn phải tu. Nhưng mà có một cái vấn đề là cụ thể nó là vấn đề về về vaccine đó chút. Anh có nói cái này thì là nó là vaccine là kháng nguyên. Thì nó có nghĩa là nó kháng lại cái nguyên thần của mình. Người nào mà tiêm được rồi, tiêm rồi thì nó có thể chữa được về cái thân xác này, nó không bị bệnh, nhưng mà nó về mặt tâm linh nó sẽ cản trở cái bước tiến của mình. Thì không bởi có vậy... đâu, không có. Cái này thuộc về mình tu về điển quang, mà cái khoa học là nó về vật chất, ví dụ như nó chế ra vaccine này kia nọ để nó tạo cho cái đề kháng của trong người mình nó mạnh, nó giết lại, mình thở thiền lập lại quân bình, không sao được. Là không có ảnh hưởng gì tới cái việc không ảnh hưởng gì mình tu về điển quang. Mà bây giờ người ta tu nghĩa là người ta bất chấp cái gì cũng thành zero hết trơn, yên hết trơn. Mình có cái pháp rồi, nó làm lên làm xuống gì nó hại mình, nó mệt khỏe gì mình thở thiền dày công lên rồi nó hết à. Nhưng mà cái đó là cái khoa học vật chất. Ví dụ như mình giết vi trùng là phải giết vi trùng, chứ ngồi đó mình dùng điển này kia nọ mà yếu xìu làm gì được. Mình phải thực tế, cứ thực tế. Cũng như bây giờ mình ăn mặn quá, cái miệng mặn quá thì mình ăn cái gì chua vô nó trung hòa lại dễ chịu. Chứ ngồi bỏ cục muối vô miệng mặn quá rồi ngồi đó niệm Phật cho nó hết mặn làm chi chứ, kỳ cực khổ. Mình chính mình làm mất quân bình xong rồi là niệm Phật. Niệm Phật cũng được, nhưng mà ăn cái da chanh vô cho nó lẹ. Thấy không? Ví dụ mặn quá mình ăn nặng miếng chanh vô nuốt cái lẹ vậy hả? Chứ nó là về vật chất, chứ còn mình niệm Phật cũng được, nhưng mà lâu. Chính mình làm mất quân bình mà. Cũng như bây giờ ở trần gian là mình mê trần gian, mình tạo ra nghiệp chướng thì ngồi đó rồi mình niệm Phật thì cho nó tan thì nó tan thiệt, nhưng mà lâu. Nhưng mà đừng có tạo ra từ đầu. Phải hiểu không? Dạ, dạ, con hiểu rồi. Tại vì... nói thực tế rồi. Bây giờ ví dụ như hồi xưa không có vaccine này kia nọ đó, có thời kỳ ở bên Âu Châu đó là bị bệnh dịch đó là chết mấy chục triệu người. Rồi người ta chế, từ đó người ta mới biết cách chế ra vaccine, mình mới không có bị bệnh. Chứ còn ngồi lúc mà ở đó mà nó chết mấy chục triệu người, ngồi đó mình niệm Phật thì cũng được, nhưng mà chết chịu sao nổi. Khoa học mà cái hữu vi với vô vi nó phải đi đôi. Dạ con hiểu rồi. Cho nên mình tu ở đây đó là mình, ví dụ như bây giờ đó, mình tu đó, mình nhức đầu quá mình soi hồn nó hết, nhưng mà tại vì mình còn yếu, mình soi hồn chưa thông á, nó đau đầu, nhức đầu, uống cái gì thuốc nhức đầu vô nó hết nhức đầu. Rồi nó giúp mình, rồi cái mình soi hồn tốt. Chứ còn nếu mình uống thuốc mình lệ thuộc thuốc hoài nó cũng không tốt. Mình phải tự nhiên. Mà bây giờ cái pháp tu vô vi này mình hít thở với kinh mạch, mình đã thông kinh mạch trở về tự nhiên tốt. Chứ mình không có ỷ lại nhức đầu uống thuốc hoài, riết uống thuốc nhiều quá đem chất hóa học vô người mình cũng không tốt. Cái gì đem vô là phải giải ra, cái luật nó vậy đó. Chứ không có miễn phí. Cái gì mình bỏ vô người là mình phải giải ra. Mình chích vaccine rồi cũng bỏ vô, giờ mình thở chứng minh, thở thiền nó cũng giải ra. Sao phát? Sao phát? Bấm lại. Alo. Rồi nói chuyện. Ờ đó được rồi đó. Dạ, con hỏi là mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật
chú bá, cái từ Phật đó, nó rơi vô ngay cái vị trí cái rốn á, nó không đi ở có cái vị trí khác mà nó lại rơi ở vị trí đó vậy chú. Để tại cái âm cái chấn động đó, nó khai mở cái luân xa ngay cái rúng á, thì mình niệm chữ Phật cái âm thanh đó, chấn động đó nó mở cái rúng, nó cũng như nó kích hoạt cái luân xa đó, sáu luân xa mình đó, Nam Mô Di Đà Phật đó, mình niệm Nam Mô Di Đà Phật là để nó rung nó khai thông mấy cái luân xa đó. Nó mỗi cái luân xa đó nó tương ứng với cái chấn động. Cho nên cái Nam Mô Di Đà Phật đó là cái chuyện đó là chuyện tự nhiên đó, cái đó chấn động đó ở trong vũ trụ, chấn động Nam Mô Di Đà Phật nó khai thông. Cho nên tu nhẹ cái đi cái điển của mình nó lên lên cõi Di Đà đó là tự nhiên mình nghe cái chấn động Nam Mô Di Đà Phật à. Nghe cái Nam Mô Di Đà Phật chấn động nó khai thông mình nhẹ. Anh kêu là Di Đà Phật, cõi Di Đà là vậy đó. Tại cõi nó có chấn động Nam Mô Di Đà Phật. Có câu hỏi gì nữa không? Do con hôm bữa con nghe thiết đó, thì con nghe ông thầy ông nói pháp với con rồi, con niệm Phật đó, chấn động mạnh lắm, giải trượt mạnh lắm. Mà ông giỏi cái chỗ mà năng lượng gốc của cơ trên cơ thể con người á, là ở ngay chỗ cái rốn á, con tự nhiên cứ nghĩ ủa cái tự tập nó ra ngay cái rốn mà vậy, cái con thì để bữa nào hỏi chú kêu là năng lượng gốc nằm ở ngay cái rốn, mọi cái thứ khác ví dụ á, chứ mà thạp trúng cái rốn là chết vậy đó. Cái năng lượng gốc là ngay đỉnh đầu, cái ngay đỉnh đầu là cái điển, cái góc chánh đó. Mình niệm Nam Mô Di Đà Phật trên đỉnh đầu á. Bây giờ cứ để ý trên đỉnh đầu hoài, cho nên mỗi lần niệm cái gì thấy nó cũng dồn lên trên đầu hết chút. Trên đỉnh đầu là cái góc chánh đó, giống như cái rễ chánh của mình đó. Dòng lên trên đầu với nó đi ra. Cái biết được cái đỉnh đầu là cái góc chánh đó, không phải dễ đâu, không phải dễ đâu. Người ta tu mấy pháp khác, người ta muốn mở cái đỉnh đầu mở khó lắm. Tại vì tất cả những cái gì dơ bẩn là nó dồn lên đỉnh đầu mà người ta không có khai thông được, khó lắm. Dạ, đúng rồi. Nên người mấy cái pháp khác là tu, người ta phải nhịn ăn rồi phải thiền rồi nhiều lắm nó mới bớt cái được, nó mới bớt cái được, cái đỉnh đầu nó mới mở. Còn dạ, mình cái vô vi mình có cái pháp soi hồn đó là nó mở cái đỉnh đầu rất là lẹ, nó mở ra xong rồi nó có chỗ nó thoát. Còn mấy khác pháp khác nó muốn thoát nó là phải tu kiên trì lắm, cực khổ lắm, phải hy sinh lắm. Không có động loạn. Còn mình đây, mình vừa sống ở trong trần gian vừa tu, mà làm sao mà mở được cái đỉnh đầu cho nó thông được, khó lắm. Cho nên nhờ cái pháp vô vi soi hồn không được, cho nên mình sống bình thường, mình không có cần phải đi trốn tránh ai, rồi vẫn bình thường lo niệm Phật, luyện niệm Phật cho nó mạnh đó. Nữa mình gặp chuyện cái mình niệm Nam Mô Di Đà Phật là nó giải liền, nó thông nhờ cái vô vi, nhờ cái soi hồn đặc biệt. Mấy cái pháp khác chú bá biết mà, mấy cái pháp khác tu là muốn mở cái đỉnh đầu khó lắm. Mở mấy cái luân xa khác là dễ, chứ là mở đỉnh đầu là khó lắm. Cho nên tại vậy mà tu với vô vi của mình là đặc biệt, nên tu nó có mau kết quả là như vậy đó. Khi mà mình thông cái đỉnh đầu đây là mình cái điển của mình nó thoát ra đó, nó chấn động, nó rung động, thì mình có liên lạc khắp nơi, mình trở về cái nguyên thủy của mình dễ lắm, không có khó. Nhưng mà bây giờ mình tu mình phải trì trí tu, tại vì mình đang sống ở trần gian mà mình bị nhiễm trần hoài, đâu có yên, đâu có phải dễ đâu. Cho nên ông Tư nói mỗi con cá ở dưới nước, con cá dưới nước làm gì không ướt.
mỗi lần mình niệm á chú, cái là cái mình cơ thể của mình nó chấn động á, chấn động là tất cả các cái tế bào ở trong cơ thể mình nó đều rung động, đúng không chú? Con thấy mỗi lần mà niệm được niệm Nam Mô A Di Đà Phật một cái là trượt cái trong người mình nó bung ra, nó bung ra từ trong xương. Dạ. Trượt nó thấm ở trong xương của mình chứ không phải ở ngoài mình đâu. Nên niệm một cái là nó bung bụp văng ra liền. Hay lắm. Tu đi là biết à. Có nhiều người không tu đâu có biết gì đâu, nhìn bề ngoài đâu có biết gì, nói tầm bậy tầm bạ không hiểu gì hết. Hello chú bá, con chào cả nhà. Con muốn hỏi chút xíu về cái kỹ thuật thở pháp luân thường chuyển đó chú bá. Tại vì con thở là con ngồi con hít vô thì là con ngồi thẳng lưng á, nó không có bị không có bị gì hết, nhưng mà cái khi mà con thở ra chú thì nó kiểu như cái người con cái lưng nó hơi cong cong lại á, để nó sát rạc xuống á, thì cái đó nó có đúng không ạ? Nên thở thẳng lưng. Mình thở là mình không có được di chuyển cái lưng hay là cái người mình giữ nguyên cái tư thế đó à chú? Đứng đi thế mình không có cong cái xương sống. Mình đang hết vô. Tại vì nếu mà con không cong xuống á thì kiểu nó bị căng những cái cơ như là chân hay là cái giống như nó bị gồng á, nó không có thả lỏng tự nhiên được á, thì cứ thở đi kệ nó, bây giờ nó vậy thì nó vậy, thở đi nữa, nhưng mà mình giữ ý thẳng rồi tự nhiên nó thẳng, rồi nữa nó phát triển đi, nó thông điều rồi nó đúng rồi. À, bây giờ đó, nó chưa nó kệ nó, cứ việc làm vậy đi, cứ làm tới vậy đi, nữa nó thông cái nó tốt mà. Cái vô vi mình á, người ta tại sao lúc mới tu thấy biến chuyển đủ thứ chuyện hết trơn, trời cái này cái nọ, người thấy này người nấy nọ, đau đầu nhức đầu đủ thứ chuyện hết trơn á, là tại vì mình nghẹt mới tu đó, nó còn nghẹt chỗ này nghẹt chỗ kia nên nó không có điều. Cho nên khi mình tu hoài khi mà nó thông xong rồi, người mình thông suốt rồi, nó đứng im ru rồi, nó không có nhúc nhích thông rồi. Nhưng cứ tu đi, nên có nhiều người mới tu vô thấy này thấy nọ, thắc mắc hỏi thì hỏi chú bá trả lời vậy thôi, chứ còn chú bá không trả lời cũng nữa cũng tốt à. Nhưng mà hỏi là con chú con cũng cũng tập cũng biết cái pháp lâu rồi, nhưng mà tại vì giống như con tập nó không có được đều á, giống như ngày xưa là con bị cái ruột á, giống như là cái sự thanh lọc mà là con cũng hỏi những cái bạn đạo đi trước á, là con cũng có xúc ruột, với lại con làm một vài cái thanh lọc hoặc là nhịn đói 7 ngày con có làm hết rồi, nhưng mà chú biết sao, giống như cái ruột nó bị yếu á, là lúc nào con cũng cảm thấy giống như nó có cái hơi ở trong bụng á, nó không có bao giờ mà nó được thoải mái hết á. Con cũng cố gắng con thở rất là nhiều, nhưng mà cái thở pháp luân thường chuyển thì con chỉ thở được tới cái ngày thứ hai á, là bắt đầu là nó bị nghẹt mà cái người nó đau, nó chóng mặt cả ngày luôn á, là con không có làm tiếp được nó, mà nó cứ chập chờn hoài vậy đó. Thì cho tới bây giờ là con đã tìm ra được một cái giải pháp thanh lọc mà nó hoàn hảo hơn, thì con thấy cái sức khỏe con bắt đầu nó tốt hơn, thì bây giờ giống như cơ thể con thở là nó không có bị mệt giống như trước đây nữa. Nhưng mà cái phần mà khi mà thở ra thì nó kiểu cái lưng nó phải hơi cong cong xuống để cái hơi thở nó mới thở, nó mới hết được, nó mới thở ra hết được á. Đó thì cái đó giờ, cũng chưa giờ, đúng không bây chú? Giờ mình cứ bây giờ nó vậy thì làm vậy, nhưng mà mình cái mục đích của mình đó là cái lưng phải thẳng. Giờ nó cong nhưng mà thở đi rồi nữa nó thẳng nè. Nhưng mà mình khi mà mình thở ra là cái bụng nó phải xẹp lại, và cái đó là mình phải điều khiển cho nó xẹp lại, hay là mình để cho nó xẹp một cách tự nhiên? Mình phải ép chứ, mình phải ra lệnh, mình phải ép chứ, mình cố tình ép mà, mình phải ra cái ý ép sát vô, mình ép sát vô nó mới đẩy cái trượt lên. Chú bà ấy cho con hỏi. Giờ thí chủ lên thay cỏ dây để cái tay để kẹp sạc không, đó là để mình ép cái hơi ra hết phần thuộc. Không, cái tay mà để trên cái đùi mình cho kẹp cái người mình cho nó thẳng. Dạ, mình có thể ý là gì? Cho nó thẳng là gì nè? Tại kẹp được là mình thở ra được hết dễ hơn. Thì mới nó vậy mình mới kẹp để hai tay nó kẹp cho nó thẳng. Dạ. Nửa nhẹ là cái mình để bắt ấn tâm mũi thở nó cũng bung lên nè, bung lên rõ ràng lắm. Bây giờ ví dụ như bà con chưa có thấy bung thì
nghe vậy thì cứ việc nghe vậy đi, thở thiền thời gian sau rồi có, nó đúng y như thầy nói. Nhưng mà mình thở là mình để ý ở cái trung tim trên mày thôi đúng không chú, còn cái nó như thế nào thì kệ nó đúng không, mình không có cần quan tâm tới cái xung quanh đúng không chú. Ờ mình để đây, nhưng mà nữa nó thông đỉnh đầu mình thở cái nó chạy lên đỉnh đầu, nó bung ra đỉnh đầu đó, đầy rúng đầy ngực lưng lên bộ đầu của nó trượt biển, nó chạy lên nó bung ra nhưng nó như nó đẩy ra vậy đó, nó như nhưng mà mình có cảm nhận được là nó bung lên không hay là mình cảm nhận chứ. Vô vi là nói chuyện là có cảm nhận chứ không có tưởng tượng, vô vi là nói là có. Cho nên mình tại vì gần đây con thở là con thấy giống như con tập trung vào trung tim chân mày là con thấy có cái ánh sáng màu tím tím á, thì cái đó là gì chú, nó xoáy ở giữa cái trung tim chân mày của con á. Cái đó là cái ánh sáng đó, tại trong nó bám vô mình đó, làm cho mình lo. Nhưng mà cái màu tím đó là như nào ạ? Tức là mình sẽ có nhiều màu khác nhau đúng không ạ? Nhiều khác nhau nhưng mà cái chấn động lo đó nó thấm vô người mình, cho nên mình có cái đó mình giải ra mình hết lo à. Nên cái biết còn thấm vô mình không biết, nhưng mà trong người mình hay lo này, cái lo này lo nọ đó, là có cái điển đó đó, mình thở cái giải ra hết lo, cho nên mình thở ra đó mình thấy màu tím này, mình bị lo cái gì đó. Màu tím là do mình lo lắng cái gì đó nên nó đẩy ra đúng đó, không? Mình không có lo lắng nhưng mà tại vì nó thấm vô mình cho nên mình lo. Nếu như mình lo đó, mình nếu mình không giải ra đó thì tự nhiên con người mình nó lo chuyện này lo kia đó, nó lo riết người ta bao tử. Đúng rồi, chú nói hay quá, tự nhiên cái màu tím là giống như con là cũng con cũng bị làm việc về đầu óc nhiều á, cho nên thành ra nó giống như nó không có được giống như mọi người, không được thoải mái, cho nên thành ra nó bị ra cái màu đó, con không biết là cái màu nó lo là sao. Ví dụ mình làm ăn hay gì đó mình cũng lo lắng lời lỗ, mình lo đó, tự nhiên đúng ra đó là mình không có lo, không bình thản, nhưng mà mình tại vì cái nghiệp của mình nó tạo ra, mình làm việc mình giải ra, nên bây giờ mình tu có pháp mình giải ra, giải mình cũng vẫn làm bình thường, nhưng mà mình giải ra mình bình an không có sao, còn mình giải không thể đó thì tự nhiên nó sanh ra chuyện bệnh này bệnh kia, mấy cái đó ở trong người mình hoài mà không giải ra nữa thành bệnh. Còn cái màu cái gì bệnh là nó chuẩn hả chú? Cái màu gì là mình cân bằng là nó sẽ ra cái màu gì vậy? Giải hết ra không có màu gì hết trơn là đúng. Không có màu gì nhưng mà mình sẽ cảm thấy cái giống như mình được rút ở trung tim trên mày, ở đỉnh đầu là mới đúng đúng không chú? Giống như mình thở là mình cho sẽ nên, cảm thấy rút ở đó nên, là được đúng không? Cho nên người ta nói thượng đế đó là màu đen, là không có màu gì hết. Ta kêu hắc bì Phật tổ là vậy đó. Hắc bì Phật tổ. Ok chú, vậy con còn một vấn đề này con muốn hỏi, đó là con có coi một số cái thông tin, cái tin tức á, thì hiện tại cái trái đất của mình nó đang chuẩn bị nó đổi chiều á, thì có nghĩa là nó đang chuẩn bị nó thay đổi cái tần số rung động để nó lên cao hơn á. Ví dụ bây giờ mọi người mà tu tập mà mình tu không có tới, hoặc là mình không có rèn luyện để mình tu tập, để mình lắng lại, mình quay vào cái nội tâm của mình, thì có phải là những cái người đó sau này là giống như sẽ được phân sang một cái trái đất khác không? Còn những cái người nào mà cái tần số cao thì mình được ở lại á, thì cái đó như thế nào chú không? Ai vậy mà có ánh sáng tím. Cứ lo đi, lo đủ thứ. Không, tại vì con đọc con thấy cái thông tin như vậy đó thì con hỏi thôi, chứ con cũng không có để tâm là con đó, tại mình có quan được tâm hay tới không. Đó. Không phải mình dạ. mình quan tâm tới đó. Kể nó mình thôi giờ mình tắt điển cho mình đi, về trái đất ngày mai sập cây mồ nó, đừng quan tâm. Hiểu không? Mình tu phải dứt khoát vậy đó. Chứ còn bây giờ mình tu mình còn nghĩ gì, quá sáng rất mới hay là thời mới hay gì lắm gì. Kể đó. Đó, giờ mình lo mình thở thiện ngày mai chết chùm cũng không sao đó. Dứt khoát như vậy đó. Cái thế gian này cái chuyện không thành vấn đề. Bây giờ Hương ngồi suy nghĩ chuyện này chuyện kia làm gì đó. Giả mà không thật.
mình thi thoảng phải... con lướt lướt con đọc cũng thấy rồi nhiều bạn đạo chú nói chung nhiều bạn đạo gửi cho con những cái thông tin đó là sắp tới nó sao sao nhưng mà nói chung con cũng không muốn tiếp nhận mấy cái đó nhưng mà bây giờ người ta gửi người ta muốn nói chuyện đừng nhớ lại bây giờ đó, chú bác nói thiệt tu không đừng lo gì đừng lo làm sao bây giờ mình phát triển cho mình thông tối đa mình nhẹ tối đa để những cái quyền bí nó xuất hiện ra trong mình á, mình lo chú bác có lo mấy chuyện bên ngoài chú bác nói thiệt á. À, tại vì nó không thành vấn đề. Nó không thành vấn đề. Ví dụ ngày nay bữa nay chú bá biết là chú bá đang bị trượt thì chú bá giải trượt vậy thôi, giải trượt tối đa nha, ngồi thiền giải trượt tối đa để mình khi mình trượt nhẹ giải hết tối đa mình nhẹ cái mình tự nhiên cái tâm linh nó xuất hiện à. Nó xuất hiện mà càng nhẹ nó càng xuất hiện cao. Mình lo nhiêu đó thôi. Đừng lo gì khác, chú bá chia sẻ cái kinh nghiệm nó bá thiệt, nhưng mà thường thường đó mình tu đấy là mình hay bị hướng ngoại lắm. Bây giờ nên là thầy Tám nó chỉ chú bá đó là nó mày ngồi đó mày thiền mày niệm Phật á, giờ bom nguyên tử nổ cũng vẫn nồi niệm Phật. Nó vậy đó. Dứt phát lúc mình niệm Phật trụ này nè, nhưng bom nguyên tử nổ mình cũng vẫn niệm Phật. Nói vậy đó. Dứt khoát vậy. Tại cái chuyện lời mà phản động kích động là cái chuyện tự nhiên này không có. Nó là phải như vậy. Nhưng mà mình đừng có để nó lôi cuốn mình. Dạ, con Ngọc. Cảm ơn chú. Hay, cứ việc hỏi, cứ việc hỏi. Ừ, sao Ngọc? Ôi, con đi đúng việc ấy. Xong rồi tự nhiên... cái bà bệnh nhân ở đấy xong rồi tối về thì ở người con có biết cùng ung con á bị hút mà chú nói gần nó nghe nó chấp chồng con đi bấm huyệt ấy xong rồi có cái bà bệnh nhân ở đấy á ông ấy bấm thì tối về cái ngực của con nó có cái khối u con á có phải mình bị hút ở đấy không chú? Đi cho người ta bấm huyệt hả? Đưa chồng con đi bấm huyệt là... đúng rồi thì tới đó thì cái mấy cái người bệnh đó cái nghiệp cái trượt của họ chạy qua mình chung vô mấy chỗ đó là nó qua mình về thở thiền giải ra vô đó là mấy cái người bệnh là nghiệp bệnh là do trượt đó, nó nghiệp mà bây giờ lại người ta bấm cái trượt nó bung ra thì nó áp vô mình nó dính vô mình. Cho nên mình tới mấy chỗ đó xong về mình thở thiền, xịt rượu, xong hơi là giải ra. Chứ không nó bám cho mình. Nữa đó, Ngọc nhẹ đó, bây giờ Ngọc nhẹ đó là người nào mà bệnh, Ngọc bấm cái trượt nó văng ra liền. Văng ra thấy rõ. Bây giờ bấm quyệt, cạo gió, giác hơi gì đó là trượt nó bung ra. Mình bị trượt thế mà nó bị bệnh. Mình giác hơi, mình cạo gió, nó bung ra, hết bệnh, không có gì hết trời. Đó. Cho nên hiểu với cách rồi thì làm tốt lắm. Mấy lời tu là sáng sủa vậy. Đâu, xe thua chú á. Tốt quá. Có được không chú? Hả? Có được không chú? Tốt quá, mặt sáng tốt quá. Đỡ là mấy lúc trước thấy bơ phờ. Phải đi làm lại đúng không ạ? Hả? Phải đi làm lại rồi ạ. Ok. Đi làm lại hồi xưa ở nhà ha? Ở nhà. Mặt kẹt đúng không? Bây giờ tới giờ thiền chưa? Còn 4 phút nữa. À, bữa nay thiền xong rồi vô thiền nãy có chương trình đặc biệt lắm mà. Thiền xong rồi vô. Sao tiếng kim tiếng kim. Nói đi nghe không? Dạ nghe. Ở nhà tu khỏe quá hả?
Dạ, khỏe. Thấy mừng. Trong... Hả? Dạ, thấy mừng á, ở trong cái mùa dịch thì con đang ở vùng đỏ, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. ở vùng đỏ, ở vùng đỏ mà mặt sáng trưng à. Tại biết tu rồi cho nên là không có lo. Rồi, cứ lo. Ừ, lo. Tốt. Đàng hoàng đầy đủ rồi. Tại vì con thấy cái tác vụ của mình á là xông hơi rồi tập thể dục và làm rất là nhiều cái pháp vụ đó mà. Còn là những cái việc mà những người bị nhiễm Covid người ta làm để ta mắc bệnh. Còn này mình làm từ trước là nên không có mau bệnh hoặc hay làm gì đâu. Tốt. Tu là tu mặt mặt ai cũng mặt sáng trưng, nhìn người ta nhìn người ta muốn tu rồi. Chú bá ơi cho con hỏi này được không chú bá? Hỏi đi, cứ hỏi gì cũng được trơn á. Đóng cửa lại cho mẹ đi. À, chú ơi, cho con hỏi á, là cái lúc mà con thuyền buổi tối nhóm xong á, là bắt đầu con tập ngủ ngồi á chú. Là con dựa vô tường con ngủ ngồi xong rồi cái bắt đầu á, là cái đầu của con ở trên cái đỉnh đầu thì con chứ trụ trên đỉnh đầu là con niệm Phật. Con chứ mỗi lần con niệm vậy á, là cái đỉnh đầu con á, nó xoáy ghê lắm chú. Nó... Ừ. Nhẹ rồi. Nó mới... dạ. Dạ rồi xong hả con nghe hả giống như con người con nó lưng lưng vậy, cái chút xíu con nghe một ở trên cái đỉnh đầu con nó mở một cái bùm, vậy là cái đỉnh đầu của con vậy là nó được mở hay là sao chú? Nó được mở lúc đó cái trượt nó tung lên đó, cái gặp thanh điển nó nổ như trời gầm em. Dạ nó nổ một cái đùng rồi xong rồi cái bắt đầu á ngồi mà nó chứa rút rút nó kéo con lên, mà cái lúc đó cái người con giống như là nó đang lưng nó đầu của chú, nó giống như là giống như mình ngủ, giống như là nửa mê nửa tỉnh vậy đó chú. Lúc đó mình niệm Phật, nằm niệm Phật, nếu mà nó có trạng thái đó mình ngồi đó mình niệm Phật, trụ đỉnh đầu niệm Phật, niệm cho nhiều đó quên mình luôn. Dạ có khi con quên con luôn. Có khi con quên con luôn cái xong rồi cái bắt đầu á là giống như mình còn trượt nhiều quá hay sao á chú, cái giống như là nó thu lại á chú. Dạ Ngọc Lan có mở hình được không? Dạ con chưa có biết mà con chưa có biết mở hình á chú. Bấm cái hình như cái máy quay phim vậy đó. Dạ con mở mà nó chưa, cái máy con chưa có biết làm. Ok không sao. Dạ rồi chú, có khi cái rúng con á nó cũng xoay, có khi hả nó giống như nó được giải ra hay sao, con thấy nó cũng bực bực ngay chỗ cái rúng nữa là sao chú bác? Thì đó cái luân xa nó chạy cho nên mình thấy nó chuyển động quá, nó giải trượt ra kia bực bực. Vậy dạ. Nhẹ tốt quá rồi, cái rúng mở khó lắm à. Dạ cái bữa cái rô còn cái lúc mà con ngồi thuyền á, chỉ cần mà thí dụ như con ngồi mà con chỉ cần con cong lưng một chút xíu thôi là con chỉ chú ý trên đỉnh đầu là con chứ niệm Phật thôi, là chút cái người con tự nhiên giống như có ai mà nó kéo cái lưng con nó thẳng đứng lên vậy á chú. Dạ đúng rồi, đâu có ai kéo đâu, có điện nó rút lên. Dạ nó rút lên trời ơi con. Dạ dạ nó rút lên cái người thẳng bon à. Dạ con thì mới có 32 tuổi thôi, nhưng mà hồi đó giờ con cũng tu nhiều á chú, nhưng mà con không có biết tới vô vi á, rồi cái lúc con bệnh cũng nhiều lắm á chú, con cũng bệnh bị người ta thư gì đó cái mà con cũng không hết vậy, rồi cái có cái chị đó chỉ con, chị nói là thôi bây giờ em bị vậy đó. Thôi em ráng em thở chú Minh đi. Mà chị chỉ thì chỉ thôi, con cũng không có làm nữa. Cái đây cũng mấy tháng tự nhiên con nằm thở chú Minh, con cũng nằm thở vô tình con thở thôi, nhưng mà con coi cái pháp của thầy Tám chỉ á. Cái con thở thở sau con thở cái sau cái con thấy cái nhà cái chỗ cái xoay xoay
này nọ, thấy nó nhiễm màu quá cái bắt đầu từ từ cái con thở. Giờ ngày nào con cũng thở chứng minh á. Cái con thấy á, giống như nó rút ở trên cái đỉnh đầu con mà nó rút ra mấy cái gì á, nó đen đen á, nó rút theo ra. Con kỳ á hả, cái mặt con á nó ngứa kinh khủng luôn á chú bác. Bắt đầu á là cái mấy cái ngứa đó, nó rút theo ra trên cái đỉnh đầu vậy á chú. Vậy là nó giải ra phải không chú? Nó trượt đó. Dạ dạ. Nhẹ tốt lắm. Tới sữa dạ. Bây giờ mình thiền đi là lát nữa lại mở hình ra coi mặt coi coi như nhẹ cỡ nào. Dạ dạ. Rồi con cảm ơn chú nha chú. Dạ. Ok. Dạ. Giờ mình thiền đi ha. Dạ dạ dạ. Ngày 16 tháng 10 năm 1983. Thưa các bạn, hôm nay chúng ta lại được vui lòng đồng thiền trong giây phút thiêng liêng. Trong giấc thiền, sự cảm giác của mọi người và sự ước nguyện của mọi người đem lại sự ấm áp cho chính thế gian. Ấm áp trong xác thì đòi hỏi quần áo ăn mặc, còn người tu về đạo pháp, sự ấm áp trong tâm thức là do chúng ta kiên trì hành pháp mới đạt sự ấm áp trong nội tâm. Sự ấm áp đó nó bao gồm ý chí dũng, tai nạn, buồn vui, đau khổ, nó có thể làm cho chúng ta lạnh lùng. Nhưng mà chúng ta quán thông được những điều đó thì nó sẽ trở, sự ấm áp sẽ phục hồi trong nội tâm. Bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ nơi nào, và chúng ta biết sử dụng sự ấm áp siêng năng đó thì tai nạn buồn tủi sẽ vượt qua một cách dễ dàng. Chúng ta giáng lâm xuống thế gian là người với cặp mắt phàm suy luận, thấy luôn luôn thiếu thốn thì nó tạo lập tham mất sự ấm áp. Và nếu chúng ta ý tích cực, chúng ta gian lầm đây để học hỏi, hoàn tất bài học của chính mỗi cá nhân để trở về với thành bản sự nghiệp, thì lúc nào chúng ta cũng cảm thấy ấm áp. Chúng ta không đòi hỏi quá nhiều mà trở lại trạng thái lạnh lùng. Chúng ta luôn luôn đầy đủ thì chúng ta cảm thấy sự ấm áp nó hành có trong nội thức của chúng ta, cho nên chúng ta không còn ôm lấy sự buồn tủi hận thù, nhưng mà trở về với căn bản sinh nhân hòa đồng tự thức thì cũng cảm thấy hạnh phúc đời đời bất diệt. Qua biết bao nhiêu ngày tháng các bạn đã tu học và tự thức, tự dọn mình trở về với một con đường chúng ta phải đi. Quy sạch thân, quy tất cả những sự trở ngại đưa đến với chính mình. Nên càng ngày các bạn càng dụng kiến hơn. Thậm chí giờ phút thiền của các bạn cũng bị không việc này phá việc nọ phá, đập trong đầu các bạn, phá trong tâm các bạn,
là làm cho các bạn ngay tê tái rụng rịch. Đó là nếu mà các bạn không đau được thì chỉ thì những nhờ những đó để các bạn cũng kích động đó, các bạn mới thấy sự ấm áp trong bạn còn. Có lò sưởi trong bạn, có phần lạnh trong bạn. Nếu các bạn cảm tự cảm thấy cô đơn thiếu hòa đồng, lúc nào các bạn cũng tiến hành trong lòng. Và nếu các bạn sống trong hòa đồng với mọi giới thì lúc nào các bạn. Cho nên chúng ta đã từng chứng sống để tìm hiểu cái ngôi diền của đạo Pháp. Và chúng ta đã nảy ra thấy rõ sự quân bình trong nội tâm của chúng ta là điều cần thiết. Thiếu âm đòi dương, thiếu dương đòi âm, nếu mà âm dương quy nhất thì bạn đâu có phải đòi hỏi. Thấy chưa? Những bạn đã cố gắng tu học về trường đời thấy rõ đã giảm bớt tình trạng. Đó là các bạn không thiếu âm, có cục trả cái thiếu dương. Các bạn vẫn giữ niềm tin sẵn có ấm áp trong chương trình tiến hóa của chúng ta. Cho nên cuộc hành hương chúng ta cô đơn thật, nhưng mà vẫn ấm áp để đi. Ấm áp lấy gì chứng minh? Lấy sức kích động và phản động chứng minh. Đó là bổn tánh tham sân. Mà chúng ta vượt qua được rồi, lúc nào ta khăn gói trong con đường ấm áp mà từ từ đi về nguồn cội. Cho nên trên đường đi chúng chỉ chúng ta đi, chứ chả ai đi dùng cho chúng ta. Thì nhiều người tu tại thế gian, tu về Pháp Vô Vi bất cứ pháp nào ra lập đạo giáo, nó chỉ ta đây là duy nhất. Xin việc này việc kia việc nọ để làm. Chính là người sinh đủ thứ đó, họ cũng đang tu như các bạn mà thôi. Họ sinh họ phép này phép kia phép nọ mà họ vẫn đang tu với các bạn mà thôi. Các bạn có thể nói cho họ biết rằng họ đang tu. Recording stop. Đang tu đi. Rồi bạn lo tu rồi tiếp tục tu đi. Không nên lấy đó làm hình tượng mà nó có thể xâm chiếm tư tưởng của các bạn. Luôn luôn tôi khuyên các bạn nghe những lời chân lý để tự xây dựng lấy những gì sẵn có của các bạn để thương đời. Không nên sống trong ý lại và cầu xin. Chỉ các bạn thức tâm chỉ sử dụng khả năng của bạn là đầy đủ rồi. Cần gì phải tạo thêm những sự trì trệ trở ngại nữa. Các bạn đã nắm được nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật để quán thông vạn linh trong nội tâm nội tạng của các bạn, để hòa hợp với hòa càng không vũ trụ. Các bạn thấy sung sướng rồi, đầy đủ rồi, chẳng cần đòi hỏi nhiều. Phức tạp nhiều chừng nào thì các bạn thấy khổ nhiều chừng này. Sai một ly đi một dặm. Người này cũng hay mà người nọ cũng hay, vậy chứ các bạn là ai? Nếu các bạn chịu khai thác lấy chính bạn thì các bạn cũng hay như những người ấy kìa. Không có gì mà không tiến được. Cho nên chúng ta đã chiếu ngôi thiền, khép mình một chỗ để khai triển tâm linh sáng suốt. Chúng ta cùng đi trong thanh tịnh và tự tạo tia sáng thanh tịnh để cứu khổ bao vui cho chính mình. Các bạn nhắm mắt sau giờ năm lọt thì các bạn thấy sự thanh tịnh, những tia sáng đó nó bộc phát trong nội thức các bạn. Nó có câu hỏi, có câu trả lời để cho các bạn lần lượt tự thức. Cho nên chúng ta đã lượng được cái pháp để đi tới chỗ toàn diện tự thức, đời đời thực hiện trong chương trình tiến hóa. Đâu còn bơ vơ nữa bạn. Các bạn ở thế gian cảm thấy vơ vơ vì lòng tham. Các bạn một ngày trời chuyển biết những pháp cho các bạn.
Pháp cười cũng là cái pháp, pháp buồn cũng là cái pháp, pháp vui cũng là cái pháp, tiếng rơi cũng là cái pháp, mưa rơi cũng là cái pháp, để cho các bạn cũng trong thân thua cũng là cái pháp. Đó, cái cảnh tạng xương nát thịt cũng là cái pháp. Còn thu đã hy sinh cho các bạn ăn cọng cỏ, đã hy sinh cho các bạn ấm no. Nói về cõi tạm là nếu các bạn thích là các bạn thấy có sự ấm no đời đời trong tâm thức của các bạn, các bạn đâu còn thiếu thốn nữa. Những sự sống của các bạn đều bất ngờ mà xảy ra. Cái áo lầm hôm nay các bạn mặc đây cũng là bất ngờ nó đưa đến với các bạn. Chúng ta ngồi chung thiền ngày hôm nay cũng bất ngờ mà chúng ta được cơ hội ngồi chung. Thì chúng ta ôm lấy để lo mà làm gì? Chúng ta thực hành để thấy còn tốt hơn. Cho nên các bạn đã đến với tôi và tôi có cơ hội được gặp các bạn. Chúng ta đi thay và làm thay. Được giây phút trong một tích tắc thiên liêng thắng nhẹ mắt, tình vấn đề vô cùng phát triển, thân mật vô cùng trong thanh tịnh. Trong giây phút thiền chúng ta quy phật, quy thanh điển, quy tâm linh, quy tất cả những gì cỡ mở cộng với sự kích động. Do đó rồi chúng ta mới thấy nó biểu lộ rõ sự thương yêu. Cho nên người nào chịu thiền nhiều thấy thương yêu tất cả mọi người, thấy ai cũng quý, thấy người nào cũng sang cũng to, cũng có sẵn, có dinh thự, có tất cả những sự sáng suốt của cả cả không vũ trụ trong tâm thức của họ, quý họ vô cùng. Kẻ đau khổ như người sung sướng, họ đã có một cơ năng sẵn có siêu diệu trong tâm thức của họ, nhưng mà chỉ chờ ngày họ trở về với chính họ để tận hưởng đó thôi. Quyền đó là quyền tối hậu của mỗi cá nhân. Ngày hôm nay chúng ta vì hoàn cảnh, vì sự đau khổ, vì sự buồn tủi tham lam quá mức, ngày hôm nay chúng ta mới thức tâm đi sâu được một chút hơn những người sẽ tự thức. Cho nên chúng ta có cơ hội đồng thiền trong sự thỏa mãn, đồng ý nhắm mắt ngồi thiền trong giây phút vui lây trong tâm thức. Sự truyền cảm của chúng ta đồng nhất, mở tâm mở trí, chung thiền huynh đệ tương giao. Cho nên chúng ta không còn bị lợi dụng nữa, không bị lợi dụng bởi một ai. Vì cảnh đời chúng ta đã mang gì xuống thế gian mà bị họ lợi dụng? Tiền xu đâu có, xuống thế gian này mới chế ra quả rằng tiền xu, chứ cơ ngũ hành là chúng ta đã mang thế xác này. Tiền xu thì muốn kiếm mộc thủy hỏa thổ là cùng, thì ngày nay cơ thể này cũng đầy đủ kiếm mộc thủy hỏa thổ. Trong đó chúng ta khai thác đi, sử dụng đi, thì các bạn sẽ có vô cùng. Không có tiền nắm trong tay mà làm một chút rồi cũng có tiền. Bạn thấy chưa? Trước khi sơ khai thế giới làm gì có tiền xu mà các bạn lo. Sự khai thế giới là cái sự hòa hợp trao đổi mà thôi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu bước qua một giai đoạn. Trước kia chúng ta sanh giang lâm xuống thế gian, bước vào cảnh thương yêu vợ chồng, cũng đi tới chỗ hòa hợp. Ngày nay chúng ta thoát được sầu, chúng ta trở về với căn bản của phần hồn, thì chúng ta đi gì? Hòa hợp với sinh âm áp vô cùng. Các bạn ơi, chúng ta rất ấm áp, rất thương. Thử xa nhau chúng ta nhớ nhau, nhớ trong sự siêu diệu bất diệt, thương yêu vô cùng.
gần nhau là chiều mến nhau, không còn sự nghi kỵ lẫn nhau. Trong tinh thần đoàn kết cả càng không, vũ trụ đã ban ơn cho chúng ta. Chúng ta chỉ thực hiện sự đoàn kết thương yêu xây dựng để có một cộng đồng tạm thời đại thế an vui. Đó là sự ước nguyện của hành giả vô vi. Các bạn muốn lập một làng vô vi, trước hết các bạn phải tạo sao có tình thương. Trước hết các bạn phải quan tâm lấy bạn. Trước hết các bạn phải thông nhất lấy bạn mới thực hiện được tình thương và đạo đức. Thì các bạn đã chấp nhận học cái môn thiền, từ từ sự phức tạp trong tâm, từ từ cởi mở trong tâm các bạn, rồi từ từ các bạn tự động công hiến. Đây là sự công hiến của các bạn tôi không mất, càng ngày càng sáng suốt hơn. Trời cho bạn, bạn hòa hợp với trời làm sáng một mặt. Sự cai thế giới một kẻ âm kẻ dương, mà ngày nay biết bao nhiêu kẻ âm kẻ dương, chỉ có một mà biến thành vạn ức triệu tỷ, rồi trở về với một khi không. Cho nên ngày hôm nay các bạn đang tu là trở về với một rồi biết không. Chúng ta đã tu và cố gắng tu, chúng ta đang đi và cố gắng đi, nhưng mà con người đều giới hạn, tâm linh với thể xác đều giới hạn. Chúng ta phải đi, đi rồi đi một ngày, một giờ, một khắc, rồi chúng ta sẽ không đi vẫn đến. Đó là trên cuộc hành hương nó như vậy. Cho nên giai đoạn đầu chúng ta phải hoàn tất mới bước qua giai đoạn thứ nhì. Người cha trong gia đình phải thực hiện nhẫn hòa để ảnh hưởng con cái. Người mẹ trong gia đình cũng phải càng nhẫn càng hòa. Năm thứ nhiêu thì chúng ta hiện tại ở đâu? Chúng ta ở trong trường đời giá các. Mọi người đã và đang học. Lắm lúc các bạn bất tích, tính bỏ gia đình đi, hỏi các bạn đi đâu? Làm sao bắt các bạn cắt đứt được sự liên hệ thương yêu giữa vợ chồng, con cái, cha mẹ? Đó là siêu sinh đó các bạn. Sự siêu sinh không có ai diệt được. Nó sờ sờ trong tâm thức các bạn. Có cắt liền đi nữa, nó cũng sờ sờ, nó hiện trong tâm thức. Đó là sự siêu sinh. Các bạn càng ngày càng mở trí, càng ngày càng tu, càng nhiều siêu sinh. Ok. Để lúc đó các bạn lại càng minh tâm kiến tâm. Đúng rồi. Thấy mà chúng ta đó được Thượng Đế ăn ban mọi thứ nghiệp để chúng ta chi. Đi đây, đi đây. Chúng ta đừng có cắt nguồn cho mặt đi, đừng giấu ra mà chi. Vui đi con cho con vui. Đi đang mở cái gì đây ạ? Con cho con buồn. Cái đó nó đóng góp trong khía cạnh tinh tâm các bạn. Thượng Đế ăn cần thương yêu, bàn tay siêu diệu, toàn là hào quang thanh tịnh vút về chúng ta trong giấc thiền. Luôn luôn cứu độ, luôn luôn xây dựng, vì chúng ta ra bởi Ngài. Phải làm những điều này cho chúng ta. Vậy chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải khai tâm, mở tâm để đón nhận trì trệ món quà quý đã đến với các bạn. Những tia thanh tịnh luôn luôn chiếu theo chiều hướng thanh tịnh của các bạn. Các bạn càng thiền càng thanh tịnh, càng thiền càng đức hướng, càng thiền càng được gần đấng cha trời. Càng thiền cảm thấy đại nguyện của các bạn bừng sáng trong tâm thức các bạn. Các bạn đã có hành trang thanh tịnh để đi trên đường đi. Mở bất cứ những gì có thể làm kẹt bạn. Cho nên chúng ta thương.
không phải như những cái chuyện tu của đời đã suy tính. Tu là chúng ta đang trở về với lục quân bình sẵn có của chính mình. Thì chúng ta phải học. Nếu mà các bạn không thực hành, không bao giờ các bạn biết được lục quân bình của bạn. Mà chính chủ nhân ông là trách nhiệm giữ luật mà bỏ luật thì sao? Khổ biết vô cùng. Nhưng mà chúng ta thấy rằng chủ nhân ông nên gánh vác trở lại trách nhiệm sẵn có của ngài. Mọi người đều có tâm linh, có chủ trương hết. Phải trở về. Các bạn không phải không có địa vị. Các bạn không phải không có vị trí. Cho nên các bạn không nên bị phỉnh phờ, ru ngủ bên ngoài. Thúc đẩy các bạn đi tới cái chỗ hư hào và không đi qua. Các bạn trở về với nội thức thì các bạn sẽ trường tồn và tiến hóa. Cho nên đường tu của chúng ta rất minh bạch. Hành để tiến, càng hành tâm thức các bạn càng lớn rộng. Trước kia các bạn quan trọng kể cả một đô la, một đồng tiền, các bạn quý nó nhiều lắm. Vì các bạn chưa hiểu. Nó là phương tiện để dẫn tiến tâm linh. Quý thật, nhưng mà biết quý hay là không biết quý. Các bạn biết quý thì các bạn nắm được đồng tiền đời đời không mất. Đó là luận điểm. Nếu các bạn ôm cái có thể mất thì chắc chắn nó phải mất. Và các bạn ôm những cái gì có không bao giờ mất thì chắc chắn không bao giờ mất. Các bạn thấy sợ. Ở trong túi tôi không có đồng xu, làm sao ông nói như vậy? Nhưng mà các bạn thấy không có đồng xu vẫn đi đúng được. Nhưng mà lời nói các bạn có thể quan tâm tình thế thì tiền thế gian nó sẽ đến với bạn. Nhưng mà các bạn cũng cho đó là phương tiện, chứ không phải là của đời đời, không phải theo bạn. Một giai đoạn nào phục vụ theo tình thế. Cho nên những người buôn bán họ tính dữ lắm, họ suy tính. Một năm tôi phải kiếm bao nhiêu, tôi phải lời bao nhiêu, tại sao họ lại bị trở lại tới không? Một chút xíu là họ sẽ trở lại tới không. Vì thực chất của họ là không. Họ phải trở lại với tay không mới học được không của chính họ. Cho nên ở thế gian này, mình nói họ lầm, họ không phải lầm. Họ buôn bán có tiền, họ làm chỗ nào. Nhưng mà tới lúc họ thấy họ lầm, họ mới chấp nhận cái lầm. Rồi. Họ phải nắm đồng tiền đời đời của Thượng Đế là quý tốt. Nhờ thiên hóa. Mà đó là chìa khóa để ai khác bất cứ ở thế gian. Trong cái không nó sẽ có. Nó sẽ tạo ra tình thương và đạo đức. Nó sẽ cởi mở hơn, nó sẽ sống động hơn. Cho nên người ở thành phố đủ phương tiện, tại sao đi lên núi kiếm ăn sự? Cái ông nghèo nhất không có đồng tiền cơm với muối mà lại có người đi tới kiếm ăn tụ. Các bạn thấy chứ, chúng ta cũng đã nghiên cứu và chúng ta đã đi được chỗ đó. Tại sao? Sự động loạn không giúp được chúng ta. Chúng ta không thích nó, chúng ta bỏ nó ra. Mà nếu chúng ta là người đạo chân chất, thì thấy có những nhờ những sự kích động và phản động ngày nay chúng mới hiểu chi tiết. Mà nhiều người hiểu rồi bỏ đi. Tiếp tục đi tìm nữa. Trong động có tỉnh, trong động có tỉnh, trong động có tỉnh mới thật sự là tỉnh. Rồi trong tỉnh có động. Bạn thấy chân lý nó vậy hả? Trong tỉnh nó có động. Nhiều người bỏ nhà, bỏ cửa lên nuôi cơ đơn, cô đơn rồi buồn tủi ngồi khóc khó, không làm nổi. Vì dũng chỉ chưa đạt. Sự thánh nhẹ chưa hòa hợp, chưa thừa tiếp được sự thánh nhẹ bên trên đâu có sống được trong cõi bơ vơ đó.
cho nên chúng ta rất ấm áp. Tu trong động làm đỡ lắm đạo. Đừng đạo các bạn bị chia lai, đã bị hất thối, là lúc nào cũng giữ niềm tin đến tu. Đó là sự ấm áp ngay trong trường đời. Kẻ bị ở tù, người ôm lấy sự đau khổ của gia can, kích động của gia can. Cha mẹ không đồng ý, huynh đệ không đồng ý, vợ con không đồng ý cho chúng ta tu, bạn bè phá chúng ta. Nhưng mà chúng ta vẫn không muốn tu. Thì các bạn thấy các bạn được cái ấm của đời. Họ đâu phải ghét các bạn. Không cho các bạn tu là muốn các bạn nên theo ý muốn của họ. Nhưng mà ý muốn của họ vẫn còn tâm tối, họ đâu có thấy. Thì đó là tình thương các bạn. Họ thương các bạn, họ mới kêu các bạn được tu. Nhưng mà các bạn hiểu rằng cái tu này tôi tự thích, tôi là ấm áp hơn. Ấm áp từ đời lớn đảo, đảo. Và trong lúc họ chỉ có một mặt thôi. Cái dũng khí này các bạn nắm được thì các bạn thành đạo mới hồi. Các bạn nghe chưa? Không ai phỉnh các bạn được. Các bạn tự chứng nghiệm kìa mà. Khi các bạn chứng nghiệm rồi thì các bạn thấy nó là bạn bi quan vô cùng. Đâu đâu cũng tình thương, đâu đâu cũng xây dựng, đâu đâu cũng giúp đỡ các bạn. Triền miên trong hành thiền, đứng đi ngồi đều ở triền miên trong sự hành thiền của các bạn. Hành là gì, thiền là gì? Hành là các bạn đã đụng chạm mà không thấy đau đớn. Càng đụng chạm các bạn lại quan trọng. Sự thiện ác phân minh nó mới kêu một thiền. Trong tâm thức nó mở. Thì lúc nào các bạn cũng ở trong tỉnh. Thì thức hòa đồng các bạn ngày càng lớn. Các bạn thấy càng sự công trúc siêu nhiên nó càng không vũ trụ. Thì bạn sử dụng những cái luân xa đó mở ra, nó qua đồng với chương trình. Tả như hữu đều được đồng hành đồng tiến khai thông. Vui vô cùng, cỡ mở vô cùng. Các bạn đâu có nghèo nàn như những người giữ khó bạc. Những người ôm bạc bo bo vì đồng tiền là những người gắt khó mà thôi, không làm được chuyện gì cho chính họ mà chỉ đậm loạn thêm. Có người khai triển tả hữu phân minh, người đó là giàu có hơn, nhưng mà bằng chứng thế gian đòi hỏi bằng giấy tờ, người tu không có cái đó. Không có giấy tờ nhưng mà vẫn giàu sang. Giàu sang vì tôi không đòi hỏi, không thiếu, không tham. Thì tôi là giàu sang. Tôi đòi hỏi, tôi thấy tôi thiếu, tôi tham. Thì tôi có ôm bao nhiêu của cho mình, tôi cũng vẫn thiếu. Những người gác kho thì sợ ăn cướp. Người thênh thang mở rộng. Thương yêu hòa đồng người đó là không sợ. Cho nên chúng ta thấy việc nhỏ bực khí này, phân tích nó ra đi, mở nó ra đi, chúng ta mới thấy minh triết trong đó. Chân đi nào, để chúng ta mỗi khía cạnh. Cho nên tôi khuyên các bạn ngay trong gia đình và các bạn có chỗ ở ba thước, hai thước cũng quý của trời đất ơn bác. Đừng có so sánh chỗ kia đẹp hơn tôi xấu hơn không. Cái nào cũng là quy cả trời đất ơn bác. Việc làm nào cũng là từ nhỏ đi tới lớn cũng là vĩ đại. Các bạn xuống bếp rửa cái chén phải cho sạch. Sạch phải có trọng. Không nên bừa bãi. Việc gia đình chút chút thấy dễ nhưng mà khó. Nếu các bạn cho rằng cái đó là dễ rồi các bạn buông bỏ nó không bao giờ làm, thì càng ngày nó chỉ tạo khó thêm và dơ dây thêm.
đặc biệt phải làm, phải làm cho đúng mức, tâm linh chúng ta mới phát triển. Nếu chúng ta chê và không làm, nên việc này để cho người ở làm, để tớ làm, ông chủ không bao giờ làm, thì ông chủ đi xuống, chứ không bao giờ ông chủ đi lên. Đồ này để con làm cho tôi không làm, thì không bao giờ các bạn biết đạo. Các bạn là cha trong gia đình, là mẹ trong gia đình, phải gánh vác mới biết đạo. Chắc phải y lại nơi con để đi xuống. Vì các bạn còn trong ông vào con giúp đỡ các bạn, là các bạn trồng cây muốn tự ăn trái và không chia trái cho người khác. Thấy có cái tội rõ ràng tại thế. Các bạn phải làm. Làm bằng mọi cách, bất cứ cái gì, đến giờ phút cuối cùng để đóng góp cho quảng đại quần chúng và thân ái. Các bạn có tuổi, các bạn tu là các bạn người đóng góp, không phải là người phát. Các bạn lớn tuổi mà các bạn còn hơn thua thì các bạn là thành phần phá hoại lấy bạn mà thôi. Thần kinh các bạn suy yếu rồi, cơ thể các bạn già nua rồi, còn hơn thua với ai? Sự hơn thua nó đem lại sự tâm tối với các bạn. Làm sao các bạn thấy sự siêu nhiên? Thì chúng ta phải chấp nhận là chấp nhận học. Bất cứ một khía cạnh nào đưa đến cũng học. Làm ông ngoại, ông nội mà đứa bé nó thanh tịnh, chúng ta phải học cái thanh tịnh của nó. Nhờ đó phản chiếu chúng ta thấy chúng ta động loạn và chúng ta độc tài, chúng ta tâm tối, chúng ta ngu muội hơn đứa bé mới ra đời. Thiếu văn minh hơn. Đã bao nhiêu năm tại thế, biết bao nhiêu đời đạo xây dựng cái tâm linh chúng ta mà ngày nay chưa biết đạo là gì. Khổ biết là bao. Đạo là con đường duy nhất để trở về với căn bản sẵn có siêu nhiên của chính chúng ta. Mà không đi làm sao đến. Rồi tưởng tôi quen với Phật, với trời là được, rồi đó cũng được. Bậc tỷ có cúng một Phật cũng không cần mà. Để hiểu chỗ này. Cho nên đừng có sai lầm trong cái đó. Mà tự đọa lấy mình không biết đường về với các bạn. Sau này sẽ khóc hết nước mắt vì sự ngu muội lầm than. Xuống thế gian học hỏi để tiến qua vô cùng, chứ không phải xuống thế gian để làm một thằng gắt khó như vậy được. Các bạn giữ của trần gian quên tâm thức là một người gắt khó mà thôi. Cho nên khổ não tới giờ phút lâm chung. Các bạn biết lấy tình thương và đạo đức xây dựng thành một hàng rào an ninh cho các bạn. Từ lúc nào các bạn cũng đầy đủ cả, không có thiếu thốn. Chúng ta, huynh đệ tỷ muội khắp năm châu, đang thức tâm cố gắng tu luyện. Nhưng mà nhiều bạn đã cảm thấy có trở ngại. Nhưng mà không biết trở ngại là cái gì. Tham quán với sự trở ngại. Nhưng mà trở ngại là ân sư của tâm thức của các bạn ơi. Trở ngại nhiều chừng nào thì ân sư lại gần với bạn chừng nãy. Sự trở ngại tức là ân sư. Nếu không có sự trở ngại, làm sao ngày hôm nay chúng ta có căn nhà tốt đang ở. Ở xứ lạnh này, xứ nóng kia, tại sao phải có cái nhà để che cái lạnh và che cái nóng? Các bạn thấy rõ chưa? Vì sự trở ngại của nóng lạnh, nhưng mà sự nóng sự lạnh là hai cái pháp của Thượng Đế ăn bán. Để cho chúng ta vươn lên, thực hiện đi chí dũng, xây dựng thành một tổ ấm cho mọi cá nhân. Và được sự đoàn kết của cộng đồng tự nhiên phát hiện trong tâm thức của bạn. Cho nên nhiều bạn có phát huy những ý kiến rất hay muốn lặp lại vô vi. Nhưng mà vô vi tâm thức của người bị đầy đọa vươn lên, mới xây dựng thành làng vô vi tình thương và đạo đức. Rồi nhiên hậu vật chất mới theo sau. Cho nên các nơi gian tu đi để xây dựng biết biết ta,
biết lấy ta, biết yêu thương ta, biết xây dựng cho chính ta, như họ mới đóng góp cho quảng đại quần chúng được. Các bạn chưa biết chánh diện của các bạn, đâu tưởng các bạn cái tên của các bạn là đúng đâu, không phải tên đó và không phải mặt đó. Nếu là cái đó là của bạn thì bạn đã giữ đời đời, không giữ được. Nó chỉ tạm gắn số trật tự cho bạn mà thôi. Rồi một ngày nào đó các bạn đi không thì các bạn không thể danh từ đó rồi, bỏ hết rồi. Cái chánh diện các bạn đâu có phải như bây giờ đâu, nó khác lắm. Lâm trần chút xíu thôi, càng ngày càng lớn. Đó là trở ngại. Sau trở ngại nó thức tâm quy một là trở về không. Nó lại nhỏ hơn và nhẹ hơn, nhanh chóng hơn. Cho nên mọi người trước kia sinh ra nay lớn làm ông ngoại bà ngoại tóc bạc đời này khi kia nở nó qua lắm, không phải, nó không phải cái mặt đó. Bây giờ ông ngoại bà ngoại mới biết yêu mới biết thương yêu, nó trở về nhỏ, nó thích mấy đứa con nít, nó muốn sống như con nít để nó giải nghiệp nhẹ nhàng, thì nó trở về nhỏ hay trở về lớn. Các bạn thấy vậy chứ không phải lớn đâu. Chứ nhiều ông già lẫn rồi lắm cấm như nít, nó là nguyên chất của con nít, nó phải trở về của con nít. Đúng như vậy, các bạn đừng lo nó trở về, biết trở về con nít càng sớm thì càng đại phước. Biết trở về làm con nít càng sớm thì càng thanh tịnh, càng vui gia đình càng hạnh phúc, mọi người quay quần bên ta và thương yêu ta. Chứ đừng có làm cái ông đó mà khổ. Em ngày hôm nay vật chất để cho các bạn thấy rằng trong cái chỗ văn minh siêu cường quốc hiện tại, đi xe càng ngày càng nhỏ, các bạn thấy không? Anh nó được cơ hội giải nghiệp đi xe càng ngày càng lớn đó, các bạn thấy không? Vì người Việt Nam thiếu đoàn kết thế không? Thì phải đi vô chung với người ta, đi xe lớn hơn. Còn ông kia ông xài quá, ông trời cũng giới hạn, ông phải đổi xe nhỏ. Rồi một ngày nào nó sẽ đi như người Việt Nam, rồi nó đi vô chỗ giải nghiệp, rồi nó càng ngày đi xe càng lớn. Rồi lúc đó chúng ta chịu tu thì tâm thức chúng ta càng ngày càng nhỏ, chúng ta đi xe nhỏ đi, đi về trời. Hồi trước các bạn phải đòi cái giường cái thiệt tốt này cái kia nọ, bây giờ các bạn ngồi suốt đêm càng ngày càng nhỏ rồi, không có lớn đâu, mà đầy đủ, không thiếu. Các bạn thấy vui không? Các bạn thấy dư giả không? Các bạn có nghèo không? Hơi thở của Thượng Đế cung ứng bất cứ giờ phút nào cho các bạn, như các bạn đi sử dụng thì các bạn sẽ nhẹ hơn, tốt hơn. Cho nên các bạn đã làm pháp luân thường chuyển huệ tâm khai, thức này tới thức kia, học thức, kiến thức này tới kiến thức nọ, nó mở cho các bạn. Các bạn đã có niềm tin tự thức và tự đi. Vậy nên giữ đó mà sưởi ấm tấm lòng. Một ngày nào đó các bạn rời khỏi thế gian này, khỏi nhờ đỡ ai, các bạn đã biết cái cách sưởi ấm và giữ lấy phần quân bình ấm áp đến giờ phút lâm chung. Sướng cuối cùng nợ đời bây giờ các bạn có thể trả là trả đi rồi sẽ đi, không nên giữ lại. Giữ cái chánh, không nên giữ cái tà, là tu mới đền ơn với tất cả, là tu mới trả với tất cả món nợ thế gian. Vì các bạn phải trả đời đời thì phải đạt tới thanh tịnh rồi các bạn mới trả đời đời được. Còn nếu các bạn thiếu thanh tịnh thì các bạn vừa sơ mà vừa phá, ăn của anh ta mà phá của anh ta, như làm sao các bạn kiếm được? Các bạn thấy chưa? Cho nên người tu nó lợi lộc ở chỗ đó, và nó sẽ trở về với các bạn sáng suốt. Chỉ càng tu càng nhỏ đi các bạn,
các bạn trở nên một cô bé cô tiên đi các bạn, các bạn trở nên một tiên cậu bé, một tiên đồng đi các bạn. Trước kia không răng, ngày nay không răng là đúng Phật rồi, không có sai chút nào. Giữ lấy mà sung sướng, giữ lấy tâm thức mà đi, giữ lấy sự vui lây các bạn không vũ trụ mà tiến. Cởi mở vô cùng, văn minh vô cùng. Cho nên các bạn đừng có đề cao chư Phật chư tiên là quá lớn, không, nhỏ bé nhanh nhẹ, điều hòa thương yêu cởi mở. Đừng có đề cao một sở sệt sự rốt cuộc các bạn làm cho thiệt to rồi các bạn khổ, chức ông này ông nọ rồi khổ thêm. Không chức này chức nọ nó lớn quá rồi đi đứng không đi được. Cái kỳ thật các bạn quy không trở về Phật tánh được tăng con nít con nghe anh tăng con nít nữa kìa. Có gì đâu buồn. Tận đâu mình bay đó mà có gì lại buồn. Các bạn làm chiếu minh nhiều rồi các bạn thấy bay đây bay đó rồi. Có buồn vui mà một chút xíu là bay rồi. Thế chưa? Tại sao phải làm chiếu minh để nó bay? Vì lọc hạ giới thì cái thân nó nhẹ. Cái thân nó kỳ nặng là vì tâm dục hạ giới nó cô động cho nó không đi được. Cho nên các bạn làm thét rồi nó nhẹ chứ có gì đâu. Ở phía dưới quân bình thì trên đầu nhẹ. Mà chỉ dưới mắt quân bình thì trên đầu động. Thử thiện các bạn rồi dục chút rồi thấy nó kéo mà các bạn rồi. Mà các bạn làm chiếu minh thét nó quên dục rồi cái đầu các bạn nhẹ chứ có gì đâu. Tự vô dư trước đi các bạn. Tự vô dư được rồi thì cái trên nó mở đạo nó tới trung tâm. Tràn ngọc trong tâm thức, trong ngũ tạng các bạn đường đi rõ rồi. Không có gì khó khăn. Tôi cũng ở trong sự thắc mắc đó, ngày nay tôi đã đạt được một phần. Và tôi công hiến những gì mà tôi đã đạt được cho tất cả. Sự đòi hỏi thế gian là chúng ta còn ngu muội cho nên phải bắt buộc phải học nhiều. Học rồi thức thức rồi tiến tiến rồi thức rồi tiến cứ học hoài, tiến hoài, học hoài, cởi mở vô cùng. Cho nên hôm nay tôi lại được trở về đây vui với các bạn. Chúng ta bằng thiền đọc thức trong sự âm áp của tình thương huynh đệ. Xin nhiên. Cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay. Morgan ngày 16 tháng 10.
Recording in progress. In progress. Sau chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Austin, Hà Nội trở thành đối tác quan trọng của Washington trong khu vực Đông Nam Á. Đây là chủ chốt để ngăn chặn bệnh chiến Trung Quốc. Điều này đã làm dấy lên niềm hy vọng về việc Việt Nam và Mỹ sẽ có những hợp tác sâu sắc hơn trong vấn đề Biển Đông. Khi kể với đó thì Việt Nam sẽ nhận được viện trợ về vũ khí sắc thương và hỗ trợ từ Mỹ. Hai chuyến thăm Việt Nam chưa hả? Chưa nữa hả? Chưa. Hay là biết nay có chương trình gì không hay là
Con có nghe chị Anjali, chị ấy nhắn tin cho con nói sơ sơ. Hả? Chị Anjali, chị con nhắn tin cho con nói sơ sơ. Hôm nay có chương trình ca múa hát hả chú? Thì chỉ muốn vậy mà. Thử coi. Yeah. Bây Vân có cái bài nhạc Việt Nam hay đó, muốn hát cho bà con nghe. Vậy vui nghe. Để cho tinh thần vui lên. Không phải hát tầm thường đâu à, hát đặc biệt. Hư vô muốn nói chuyện hả? Đùa chứ con vừa nhìn chú, con suy nghĩ về chú cá sao chú biết nhỉ? Sao mới lại tu sao? Nắc suốt chú ạ, gáy của con nó vẫn nặng lắm chú ạ. Ừ. Nói có thiền chung không? Dạ có ạ. Ừ. Nhưng mà dạo này con tôi thì con thấy có một cái đường ấy từ chỗ môi này. lên thẳng cái chỗ đỉnh đầu chú ạ. Dạo này con cảm nhận thấy. Hay vậy. Vậy là tốt quá rồi. Có đường ngay đây nè ha. Cái mạch nó chạy lên đây. Vâng, từ cái chỗ ở chỗ môi này. Từ chỗ môi trên này nó lên đỉnh đầu. Cảm nhận được cái đường. Bát chánh đó. Niệm bát chánh thử coi nó có chạy không. Niệm bát chánh hả? Biết cách niệm không? Con không. Coi lên coi YouTube đó, thầy Tám chỉ niệm đó, nó chạy thấy mấy cái điểm ở trên này á, chấm 8 điểm đó, ta kêu là bát chánh đạo. Cái là đây nè, bát chánh đạo là cái điểm, 8 cái điểm ở trên cái mạch của mình đó. Vâng. Nhưng mà vẫn nặng lắm chú ạ. Nhưng mà thở thì lúc mà xúc ruột đấy chú ạ, hai cái chỗ gần chỗ dái tay này, chỗ tay chỗ cổ này, tự nhiên nó cảm giác nó thông thông ấy. Nó cảm giác có gì nó hút thôi. Lúc mà xúc ruột lên thì nó làm nó cảm thấy hai cái chỗ bên này, nó có cảm giác thì nó hút lên, nó nhẹ lắm chú ạ. Cứ thanh đọc. Làm gì ấy? Đang làm ở hãng nào vậy? Con làm cho một cái công ty nó bán về ống nước mà. Okay. Một cái thiết bị vệ sinh ấy. Vân đâu là Vân? Này Vân á, ở Đại Hàn coi chỉ có cái bài nhạc chỉ thấy hay quá, chỉ muốn hát đóng góp cho bạn đạo trong buổi họp này nè. Chị Anjali chỉ cũng muốn đóng góp nữa đó. Anjali nay mặc áo Ấn Độ đẹp nè. Nhìn mặt thấy Ấn Độ đẹp quá. Anjali, what do you want to do today? I'm a trained dancer, but I haven't danced for about 12 to 15 years in my life. Once I got married, and I totally forgot that. I don't know if I can dance. I almost forgot how to dance, but you don't need to know anything. Okay, let's do it. Yeah.
Just listen to Vân sing and then. Không có ý đâu, nó có anh có muốn mở hình không? How can I see the you can stand up? Yeah. Anh có muốn mở không? Tú Bá đi vừa mới hỏi rằng là chị Anjali này định đóng góp thì chị nói là chị đã là người một cái người bạn có như là học về múa là cũng khoảng 12 13 năm rồi. Nhưng mà chú bảo thì không cần phải biết gì hết. Đứng là được. I feel very light. Yes. Yeah. Very good. You can feel the energy. Yes. Chị có thể cảm thấy được cái điểm quang, chị cảm thấy được cái năng lượng này. Okay, vâng. Vâng ở bên Đại Hàng, còn chị Anjali chị ở Sydney ở bên Úc. Hai người hai chỗ. Hello chị. À, một lát mẹ có cấp dụng kê rồi, ăn rồi đó là kẹo. Ok, chú mở nhạc hay là mở nhạc bên con ạ? À? Vâng làm đi. Dạ dạ. Con thử test nhạc nghe chú, xem bên đấy có nghe okay. Được không ạ? Ok. Nghe thấy không chú? Nghe được không chú? Chú ơi. Nghe được ạ? Very good. Ok. Vậy con bắt đầu nhé. Cho bà con thấy đó là thế giới tâm linh là đặc biệt. Nhạc Việt Nam. Không có thời gian, không có thời gian. Chuyên trí lòng, chuyên trí lòng là phong khi bất trăng khai vòng cao thông đi chờ tỏ trong sáng ngoài trong ngoài tỏ sáng xanh chú gọi diệt một lòng. Thank you.
Con nghe được không? Thank you.
quá. Ok. Hey Chuba, am I allowed to one song? Sing one song? What do you say? Anh ấy bảo là anh muốn hát một bài hát rồi ạ. Ok, go ahead. Ok. Tạng viên Đức Krishna cho nên chẳng đồng bằng thiệt không nhỉ? Ok. Hôm nay cũng chẳng có việc vậy không? Hồi nãy Điền Điền chiếu mạnh hả? Mới bắt đầu chuẩn bị vào là Điền chiếu rất là mạnh. À đúng rồi. Chị Angeli, chị Angeli là chị búa hay lắm. Chứ lúc đầu chị chưa có quen lúc sau. Có vẻ chú ý, chú muốn bảo rằng là đạo thì sẽ không có tính cá nhân đúng không chú? Là mình, chú ý muốn nói là mình phải bỏ cái tính cá nhân đi không? Đúng là đạo là áp dụng chung. Đạo là áp dụng chung cho tất cả, chứ không có ranh giới, không có chủng tộc, không có gì hết trơn á. Cũng như bây giờ Hela mà nấu nước sôi 100 độ là nó sôi, bây giờ ai nấu cũng 100 độ sôi hết trơn. Chứ không phải người Việt Nam 100 độ sôi, người Ấn Độ 120, không có chuyện đó. Giống nhau hết, áp dụng chung hết. Đạo là vậy đó, đạo là cái luật chung cho tất cả, không phải cho con người không đâu, cho thú vật tất cả, nó là đạo. Cái luật
luật quân bình. Hiểu không? Dạ. Cho nên đạo là khác, tôn giáo là khác. Tôn giáo là người ta đặt ra để đi tới đạo. Cho nên tùy cái hiểu biết của cái người giáo chủ đó, người ta biết làm sao, người ta chế cái kiểu gì của họ, cái cách tu của họ. Nhưng mà đi tới đạo là giống nhau hết. Cho nên mình tu đây đó là mình tu về đạo, chứ không phải mình tu vì tôn giáo. Mình không có phải tôn giáo. Chú ơi, nếu như mà đạo không chỉ dành riêng cho con người thì động vật nó có tu được không ạ? Thì có chứ, nó cũng tu á. Trời sanh ra con ngựa nó phải chạy, con cọp nó phải làm sao, mỗi cái nó, mỗi con vật nó có cái cử chỉ, cái hành động của nó. Nó làm để nó thoải mái đó. Thì mình phải mở lòng ra để mình phải hòa vào thì mình mới không phải mới, mới gọi là không có vô ngã, đúng không chú? Rồi mình tu mình phải trở về cái thiên nhiên tự nhiên, chứ không có vô một cái khuôn khổ nào ở trên. Yeah. Mình không phải cái này cái nọ, không có gì đó. Tự nhiên luật quân bình. Ví dụ thí dụ mình khát nước thì mình uống ha, chứ còn khát nước thì uống, đói bụng thì ăn. Có nhiều người thí dụ như mình đói bụng ăn mà thí dụ như ăn cũng sợ tự ái không dám ăn, ví dụ vậy, trước mặt người khác không dám ăn, ví dụ vậy là sai. Chứ mà trời xanh mình nói bụng, bây giờ mình coi nít nó ăn nó cười nó dở, tự nhiên là nó không có nghĩ cái gì hết trơn. Còn mình lớn lên nó có cái, còn cái ngã cái này phải giữ kẻ này kia nọ sai đặt lất hết trơn hết rồi. Cho nên mà nhưng mà khi mình tu mà nó thanh nhẹ đàng hoàng rồi đó thì mình sống tự nhiên, nhưng mà cái cử chỉ mình nó rất là nhẹ nhàng. Đấy, chứ nó không có thô. Có nhiều bây giờ thí dụ như mấy người mà không tu, thí dụ như nó sống tự nhiên em. Nó giận rồi nó chửi, nó la, nó hét, nó ghét, thí dụ như vậy cũng là tự nhiên, nhưng mà trong cái mặt nặng trược. Còn mình tu á, cái tâm mình thanh nhẹ đó thì mình cũng tự nhiên, nhưng mà cái cử chỉ của mình nó rất là thanh cao. Yeah. Mình không có làm thanh cao, mình không có giả bộ thanh cao, nhưng mà cái hành động của mình, những cái cử chỉ tự nhiên của mình là thanh cao. Cái đó mới thật sự là thanh cao. Chứ còn bây giờ mình đi ra đường mình làm cái tướng, mình làm cái vẻ này kia nọ, cái đó không phải sự thật. Cho nên á, mình cứ 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 lo tu đi, tự nhiên nữa mình trở lại thành cái người tốt à. Tu vô vi, chú bác nói tu vô vi, chú bác nói tu vô vi. Tự nhiên mình thành thành tốt rồi, người ta nói ôi chị này dễ thương quá, chị này tưởng sang, tại người ta nói là thấy gì thôi, mình đâu có làm gì đâu, mình tự nhiên. Nhưng mà trước khi tu mình thô, nghe nhạc cũng thô, mình ăn cái đồ ăn cũng thô, nhưng mà khi mình tu xong cái nhạc mình nghe nó cũng nhẹ nhàng, mình ăn uống cái cử chỉ mình nó cũng nhẹ nhàng. Cho nên hồi xưa chú bá gặp thầy Tám, cho bá đi theo thầy Tám, bá nhìn thầy Tám từng cử chỉ rất là dễ thương, tự nhiên. Cầm cái đôi đũa thầy Tám ăn miệng nhai tự nhiên, chứ không phải thầy Tám không có giả bộ gì hết. Bây giờ hay là nhìn đứa nít cầm cái đũa, nó cầm cái đũa ăn, nó cầm cái tay nó nhìn dễ thương. Tại vì mình sống ở thế gian lâu rồi, nghiệp những cái mà dạy dỗ những cái khuôn khổ ấy, nó dần dần mình phải giải hết ra ấy chứ. À, mà tại vì mình sống trong cái xã hội rồi, có mình bị ảnh hưởng đó, dạy mình phải cư xử như thế nào, làm sao
rồi sợ mang tiếng bao nhiêu đó không mà đánh là những kẻ thì cái nọ rồi cách sống cách cách nói chuyện rồi cái ngã của mình đó, cái ngã của mình. Nhưng mà bây giờ á, nếu mình không có tu á, mình sống tự nhiên á, đâm ra nó xấu lắm. Nhưng mà khi mình tu nhẹ, rồi đó thì mình sống tự nhiên nhưng mà nó đẹp. Chứ bây giờ mình nói ok, tôi tự nhiên, tôi ra, tôi giận người ta, tôi đánh người ta, tôi muốn chửi người ta, tôi chửi thì cũng được, nhưng mà cái đó cái mặt xấu. Nhưng mà cái người mà nó giận nó chửi tự nhiên mà mặt xấu nhưng mà nó dám chửi. Còn có mình nhiều khi muốn chửi mà không dám chửi, mình giữ bụng phải không? Dạ. Nhiều khi tại vì những cái nhiều khi con thấy những cái dạy dỗ, những cái mà ở xã hội mình đang dạy dỗ, những cái khép nép lên, những cái mà đạo đức này kia nó ăn sâu vào mình quá, nhiều khi nó là vô thức luôn, mình không nhìn biết luôn. Rồi đúng rồi, nên là mình sống ở trong mình vô khuôn hết trơn, là sống mở mắt ra là mình vô khuôn khổ hết. Cho nên bây giờ mình tu ở đây để mình phá khuôn, trở về tự nhiên, không có khuôn gì hết trơn, không có cái gì hết trơn. Cho nên cứ tu đi, chứ ba nói không có gì trúng, không có gì tật hết trơn, cứ tu thanh nhẹ là tốt. Tự nhiên nó tốt đẹp hết rồi. Tự nhiên nó tốt đẹp hết rồi. Cái cử chỉ mình, cái lời nói, mình, cái tâm mình, cái lời nói, mình cũng cái nhẹ nhàng mình. Cũng nhẹ nhàng. Bây giờ ví dụ như mình nói cái đạo là không vậy, biểu tha thứ thương yêu người ta, nhưng mà mình không có thương thiệt, cái tâm mình không có nhẹ nhàng, không có thương. Mình phải hành động, mình giả bộ thương tại vì mình muốn là cái người tốt. Nhưng mà khi mình tu cái này mình nhẹ một thời gian, mình nhẹ xong đó, mình thương tự động mà. Chứ mình không có nói là tôi thương, tôi nói tôi thương anh, thương chị gì đó. Mình tự nhiên cái cử chỉ mình nó quý mến, quý trọng, nâng niu quá. Chứ bác nói dùng chữ nâng niu quá, cũng mình thương cái gì, mình quý gì, mình nâng niu quá, nó tự nhiên nên quý lắm. Chú bá thấy cái pháp này tu, cho nên cái pháp vô vi không có dạy đạo đức, nhưng mà tu thành đạo đức chứ không có dạy, không có biểu làm gì trên, không có biểu làm này khi nọ, biểu hành pháp mà tự nhiên mình thành người đạo đức dễ thương, sướng không, tự nhiên vô cùng. Chú bá nói thật, không phải dễ gặp cái pháp như vậy. Không phải dễ gặp cái pháp như vậy. Nghĩa là đúng, thật là đúng vậy. Chứ lo hành pháp tu giải được cho mình thanh nhẹ là tốt. Cũng như nãy chị Angeli chị lên chị đứng chị múa tự nhiên chứ chị không có, cái chuyện này đâu có tập trước. Không có tập trước. Chú ba chỉ nói vậy thôi. Vân muốn hát, đóng đới các bạn muốn hát là không tự nhiên. Vân nói nếu mà chị Angeli muốn múa thì rất hay lắm mà. Chú ba nói ok, múa đi. Không có tập trước. Được không? À, có ai có muốn nói gì nữa? Nãy nghe Vân hát được không? Vẫn hát hay. Yeah, I said that anyone who want to say anything, you can speak. And hát là nhạc thế, loài vẫn hát khó hát nhưng mà vẫn hát như vậy hay. Vân hát, Vân cũng không biết như thế nào. Chú ba nói cứ hát đi là tự nhiên nó vô khớp, cho thấy rằng là cái về cái điển là rất là hay. Mình không mình cũng biết hát vậy nhưng mà nó không có thuần, không có nhuyễn, vô cái là điểm chiếu xuống hát rất là nhuyễn. So I said that you know you don't like when the girl who sang and Anjali, they don't need to even know anything, like maybe you in a normal sense you know how.
nên như chị Angelina chị muốn múa chị không biết múa sao, nó không cần biết cái gì hết, đứng lên là múa rất là nó. Tại sao? Là tại lúc cái điển thanh nhẹ xuống nó tự nhiên nó du dương, cái tâm của mình nó hòa vô cái điển du dương đó tự nhiên mình. Nên nãy nhìn thấy chị em chỉ vừa múa mà chỉ vừa cười, mỉm chi cười rất là thoải mái, rất là hay. Chú bá nói để chị múa để chị biết tiên múa là như thế nào, vô trạng thái tiên để biết tiên múa là như thế nào. Cho nên mình tu ở đây đó là mình học trực tiếp, cái này là học đó, học sự thật đó, chứ không có lý thuyết, không có lý thuyết vô vi, không có lý thuyết, không có ngồi nó giảng đạo giảng lý, ba không có giảng đạo giảng lý gì hết, không cần lý về thực hành hay không thôi à. Ok, hết nói ra bà con hết nói rồi. Ngày hôm nay quá tuyệt vời luôn anh bà ơi. Một người ở Mỹ mở nhạc, ở Đại Hàng hát, ở Ấn Độ múa, cũng có hợp đàng hoàng. Đó chừng đồng ngón là mình dễ sợ thiệt công nhận. Bác, cái đoạn mà nhạc điệp khúc á, nghe là trên đỉnh đầu xoáy tít xoáy hết mấy cái luống xa được đợi xuống cái đầu xuống cả người luôn chú bạn, mà rụt rụt nghe em rụt nghe đau lắm, mà cũng khóc luôn lúc đó, là cũng khóc luôn bị đúng rồi, khóc trận đông nổi nổi da gà hết lúc xa xoáy mạnh lắm. Lúc mà chị Angeli chú bác kêu đứng dậy đó là lúc đó điển chiếu xuống rồi. Cho bà con học, cho bà con biết tâm linh là như thế nào. Có thế giới tâm linh rõ ràng. Không có chuẩn bị trước, không chuẩn bị, chú bá không có chuẩn bị trước. Tại vì khi mà mình chuẩn bị đó là cái phàm nó xen vô. Khi nó xen vô là sai hư đó. Sao thấy sao tiếng kim kim tiếng thầy kiếm chuyện vừa khóc hoài luôn đang nghe đó thầy biết nói sao luôn á, không có kìm, không có giống như là mình không có không biết diễn sao, khi mà thấy chị múa không á là người tự nhiên nó mình không có thể điều khiển nữa, và cái cảm giác nó lần lần sao không biết tự nhiên rồi nước mắt nó cứ rớt rớt rớt, xong mấy người đổ mồ hôi quá trời đổ, và cái cảm giác nó thật sự con không biết là diễn tả như nào luôn, cảm cái cú á cái ngã thì cái bài nhạc của cái anh hát 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 của lần không không con đâu hiểu được cái tiếng của anh hát là cái lời là gì đâu, nhưng mà con cũng có cảm giác giống như vậy đó. Thì thấy ông hát là ông đa số ông kêu là Krishna Krishna, không kêu vì vì Krishna không mà có tiếng đồng mạnh lắm đó. Sabi, you have any question? Yes. Yeah, no, first of all, when Anjali started dancing, I was thinking to just get up and dance. But then, like, I don't mind. Like, I love dancing and I do it. So I do it, like, I'm open to it. But then okay. I thought that I will just, like, a song, just, like, I never played this kind of thing. I just, like, made it up. Like, I didn't know, but I just, like, guitar was just by my side, so I picked it up and like it just came up to me, and like I sang, I know that this is like how they sing a little bit, so I just tried to sing,
But recently, 2-3 weeks, I've been working really hard, like around 12 hours a day or more. So I haven't been able, actually where I work, I can do meditation and stuff all the time because it's, they do meditations and stuff. And, but it's just so hard work and they don't have anyone to help them out. So I have told them it's fine, I'll help them. But I told them that I need to do meditation and stuff. So I've just been like, I've been recently feeling that when the negative energies are entering and stuff, and yeah, so it's just because there is treatments involved, it's just like you treat other people. So I was feeling that there is some negative energies entering and there was like not enough time for me to do enough of third practice and also first and second. So just was thinking in this kind of schedule how to get them out. Yeah, the next time you compose your own music and then play, yeah. Thank you. It would be very good. Okay. Yeah, I think I need to prepare that one. Yeah, thanks. Thank you, Mariyat. I mean, I don't really have a question. I'm just like, I always had this issue. I mean, I don't know whether to call it an issue or what. I always said I never experienced anything. I could never experience any energy. But even today when Anjali was dancing, I was sitting casually. I wasn't in any doing any meditation. But suddenly I started feeling some kind of coolness within me. Like it started from my back. Then I thought maybe let me just sit with my eyes closed. And I could feel like my whole body got like, it was literally cold, not from the outside, from within, from within actually. And for a while I felt like I was like literally light as feather. Mm-hmm. Fully, it was like I didn't really had a, like upper body was literally gone for a while. Mm-hmm. I could feel like, I'm talking to you, I could feel there's something, some coldness within me, literally. I mean, some cool air has gone inside me. Mm. It was a nice feeling, literally a nice feeling for me. Okay, yes. That is the pure energy shining down for her to dance. And for Vân to sing. So you can show the angel. Very good. Anjali? Anjali? Hi, Chuba. There's something wrong with my video. I'm not able to start it. Okay. First of all, I want to say thank you. Then, yes. I felt so light, which I have never felt before. Yeah. Mm. It was like I was flying. You were flying. I couldn't literally feel that I have legs and hands, but I can feel some movement. Something is happening. And by the time I finished, I started facing this side, but I finished facing south. It happened automatically. I just followed the energy. I think that there was some relation to the direction south. I turned that side. And I feel loved in a way that I have been never loved before. It's like something opened up. It's so filling and it's so enriching. Mm. I don't know how to explain. Thank you so much, Shubha. It's a very beautiful experience for me. Mm. Yes. So see, hay là dịch đi. Chị ấy cảm thấy rằng là chị cảm thấy mà khi mà chị đứng lên múa thì chị cảm thấy như là chị ấy bay lên đó. Chị như cảm thấy như là cơ thể chị ấy đang được bay lên. Và chú Ba nói rằng là đúng là chị ấy bay lên thật.
À, chị cảm thấy rất là chị cảm thấy như là được 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 yêu với một cách rất là sâu sắc ấy, mà chị chưa bao giờ cảm thấy như vậy ấy. Dạ. Con cũng nghe được đến đại đại ý đoạn đấy. Cho thấy đó là cái ý nghĩ của mình không là bên trên biết, mà ý nghĩ có chứ, quá nghĩ có lúc trước là tự tới ngày hôm nay khi mà kêu chỉ cái điển chiếu xuống liền, hay lắm. Cho nên mình tu này cứ giữ cho thanh nhẹ sung sướng lắm, chơi với trời Phật tiên không à, chứ không có chơi người thường. Ok, very good. Sao kim quý? Dạ, chú bác. Dạ, như nãy con nghe nhạc con cũng có cảm nhận được điện xuống rồi. Thỉnh thoảng lúc con ngồi con tĩnh tâm lại thì trong người con nó bảo là hát đi. Thì nó những cái lời nó cứ hiện ở trên đầu đi chú bác, nó cứ hát theo, mà mỗi lần con muốn hát theo thì cái điện nó lên, nó càng mạnh hơn, con cảm nhận năng lượng nó mạnh hơn. Hát cái bài nào? Hát bài gì? Hát bài nãy hả? Cái bài của bạn chị Vân á, cái bài dạ, rồi con cảm nhận cái trong người cũng hát á, nhưng mà cái lời thì nó không có biết mình hát cái gì, nhưng mà nó vẫn nó cảm thấy nó thiêng liêng lắm, cảm thấy Ok. Sao trực Nguyễn? dạ nói chung hôm nay Dạ, con chào chú á. À, lần đầu tiên gặp hả? dạ con tham gia cũng nhiều lần rồi, cũng mấy lần. Lần đầu tiên nói chuyện với chú bá Dạ, lần đầu tiên nói chuyện với chú bá. ha. Hồi nãy điện rút mạnh quá chú, cảm nhận khi là Cảm nhận à, rõ hay ràng sao ha. mà cảm nhận rất là anh hát cũng rất là mạnh, chấn động rất là mạnh. Ok, cho bà con thấy người khắp nơi cảm nhận, chứ đâu phải một chỗ một người đâu. Ai tu nhẹ đó thì thưởng thức được, ráng tu nhẹ đi thưởng thức được nhiều chuyện hay lắm. Ok, có gì nữa không? Mấy giờ rồi? Chú bảo sao mình nghe hát mà tay mình muốn bắt đưa lên múa theo nữa, sao tay thì nhưng muốn bắt muốn đưa lên nữa. Thì đúng rồi, thì lúc có điển đó, cái vía nó linh thiêng lắm, nó bắt Cái bia ấn cái vía. Vía nó bắt ấn rồi, nó bắt ấn giống như nó chào. nó Khi mà có thanh điển nó tự nhiên mình bên trong mình nó có cái gọi là linh thiêng, linh động, nó lộ ra. Mình có hết nhưng mà chỉ có thanh nhẹ thì nó mới hiện ra thôi à. Chứ không bị trần trượt nó bít lại hết à. Chú bảo lúc đó mình còn tỏa ra cái năng lượng, nhưng mình tỏa tỏa ra thì mà đến xuống, nhưng mình không người mình cũng tỏa ra cái năng lượng tại xoay xoay Nếu mà xoay thì lúc đó thanh điển xuống thì người mình nó thông, nó khi thông thì tất nhiên cái linh thiêng của mình nó hiện ra. à, đúng rồi, hàng gì lỗi chân lông dừng hết nó tỏa tỏa ra giống tỏa sáng đấy. Bên trên chiếu xuống là mình thông, nên người nào mà tu mà thanh nhẹ thông mau á, lúc đó chiếu xuống thông lẹ lắm. Cho nên mình coi chơi vui vui vậy, thật sự ra đó là đã thông với bà con, chứ đâu phải coi giải trí đâu. Nhưng mà nói chữ giải trí cũng đúng, giải cái trí ra nó khỏe, giải Chú cái bảo trượt lúc ra lúc nào mình giống như ở trong cái cảnh giới thật, chứ không phải là cảnh giới đúng thành đúng thành nhà án nam mình chủ nè. đúng
Đúng rồi, cho nên á, mình nếu mà không có vô vi đó, mình không biết cái cõi đó. Mình tu vô vi mình mới biết có cái cõi đó. Chứ nếu mình không tu, mình ở trần gian, phàm trần, mình không biết cái cõi thanh nhẹ là sao. Cho nên mình tu ở đây, mình sống trong cái cõi đó, thì mình biết có cõi thanh nhẹ như thế nào. Thì bây giờ mình tu, mình biết rồi, mình tu. Cái đó là học đó. Chú cảm giác đó cũng bất cân đời quên thầy muốn thánh tha quả bác mình muốn cái gì nữa từ muốn chiên đóng người cái giải phục Cho nên mấy cái người tu, mấy người tu ta tu thanh nhẹ, người ta biết cái giá trị tâm linh như thế nào rồi, giờ cho đời người ta ta đâu thèm lấy. Đâu thèm lấy, trời đâu có bằng được. Cho nên mình chưa có tu, chưa có tới đó. Ai mà chưa tu chưa tới đó thì ráng tu đi, giờ có mấy người đi trước ta có rồi, người ta chia sẻ, mà bây giờ chia sẻ trực tiếp, không có giấu giếm, không có lý thuyết, không có tưởng tượng, trực tiếp. Và bây giờ mình thấy vậy, mình biết như vậy, mình không chịu tu, đó là thiệt thòi của mình đó. Cái này là may mắn vô cùng, đưa xuống trực tiếp, đem mình về cái cõi thanh nhẹ, chứ không có lý, không cần lý triết triết lý gì hết trơn. Bây giờ triết lý nào diễn tả được cái cảm giác thanh nhẹ? Không có diễn tả được, chỉ hưởng thôi. Mình tu nhẹ hưởng, sống trong cái đó vô cùng may mắn. Cho nên những cái chuyện này xảy ra cho bà con biết là những cái người tu mà chưa có đạt được, ráng tu, chứ đừng có tưởng là không có. Rồi ngồi tu, khi tu không có rồi cái ngồi đó mà lý luận lý thuyết rồi phê phán sai lầm. Mình tu mình hưởng rõ ràng. Cho nên mấy cái văn này đó, bà con mà bữa nào mà nặng trược đó, mở lên nghe lại sung sướng, giải trược sung sướng. Cái này là cái phương tiện ở bên trời Phật cho đó, chứ không phải giỡn đâu, chứ không phải tầm thường đâu. Không phải tầm thường đâu. Cái phương tiện này là đưa xuống. Thầy bá ơi, Ừ. thầy bá cho con hỏi cái con ngồi thiền á thầy bá, mà lúc con ngồi thiền á mà trước đây á là con ngồi á là thường thường nó có cái giống như có cái nắp á ở trên đại đỉnh đầu, nó có cái nắp nó hở hở. Sau bữa nay á, lúc này nửa tháng sau trở lại đây á, là con thở thiền á là nó cứng ngắt cái đầu luôn, nhưng mà nó cứ sấy chỗ giữa trán nè thầy bá. Cho nên tôi thấy đó là mình sống ở trần gian đó là mình bị trượt, bữa nay nhẹ ngày mai nặng, chứ không phải nhẹ hoài. Cho nên bây giờ đó mình nặng mà mình làm cho mình nhẹ được lại liên tục là mình giỏi, chứ không phải tu tu rồi cái tu hay, không có hay gì hết. Tu hay là bị trượt rồi cũng đó, lỡ dở như thường. Vậy là có mỗi lần con ngồi thiền á là nó cứng giống như cái đầu mình không có cái đầu á thầy. Đúng rồi, nó cứng ngắc, nó cứng như cục đá vậy đó. Dạ nó cứng như cục đá vậy đó, mà con biết là bây giờ nó trong người con nó thông giống như là cái một cái đường thẳng vậy đó, cái hơi thở con nó thẳng thông như một cái đường thẳng vậy đó, nhưng mà Cho nó giờ nó tu chỉ có lên nó lên tới đây thôi, con giờ tu lên tới đây em đó lên được nữa, làm thì gì nó bích được. mình đúng rồi, bây giờ ngồi đó niệm Phật cho nó thông lên thì giỏi. Dạ vậy Sao là không sao hoang, hả thầy, vậy học là có không sao hả sao, thầy. bị trượt thôi, hoang. Cảm ơn thầy. Okay. Hello, Chuba. Hey, how are you? Good. I got a question. Okay. So the memories and the experiences we had in the past, we wanna once we get lighter, will we be able to recall it whenever we want? Thì anh ấy hỏi bạn này bạn em này em hỏi rằng là nếu mà những cái mà những cái ký ức mà những cái ký ức của mình từ những cái kiếp sống khác thì khi mà mình đắc đạo rồi thì lúc nào mình muốn biết mình muốn thấy cũng được đúng không ạ chú? Cũng được, nhưng mà mấy cái ký ức đó là ảo mà muốn làm chi, đúng không? Bây giờ thí dụ như nó mình lúc trước mình không biết, mình ghi vô và mình giải ra là muốn nó lại làm gì. It's not real.
mình tu mình trở lại, mình nếu mà mình chùi sạch sẽ trở lại không rồi không, tự nhiên mình để rác vô trở lại làm gì? Hồi xưa mình không biết, mình thâu rác vô mình chất chứa, bây giờ mình biết cách mình giải ra. Bây giờ rác đâu không cần, cái rác đó mình không cần, rác mình gọi là rác là tất nhiên là không có cần. Ok. Trân, Phan Hoài Phương Trân. Dạ. Sao? Còn không biết nữa. Nãy giờ ngồi quan sát là theo dõi thấy sao? Thấy Không thấy không hiểu nổi không thể cũng vui, thấy vui rồi cũng... mà không biết cái đó làm sao à. Tu đi rồi nữa biết, cho nên có nhiều người không tu không có biết cái giá trị, không biết rồi đứng ở ngoài phê phán sai hết trơn. Ở đây đó là công khai trực tiếp, không có biến chế, không có cắt xén gì, sự thật nó vậy. Muốn tìm hiểu thì tìm hiểu ai cái kỳ này nó là đưa ra sự thật cho bà con thấy, ai muốn tìm hiểu thì tìm hiểu, ngồi đó phê phán là mất cơ hội, cái bác nói vậy. Ngồi đó phê phán là mất cơ hội, đưa tận miệng không ăn thì thôi tiêu, không phải dễ đâu. Ok. Rồi, bye bye anh. Có nói gì nữa không? Chú Á, cho con hỏi chú Á. Chú Á nghe con không? Nghe. Con giống như con ngồi niệm Phật á, con thấy cái trung tâm chân mày mình nó vận chuyển, cái tự nhiên cái con niệm 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 cái đầu cái người con nó bốc tách, nó bay một cái dèo lên trời luôn. Cái con niệm Nam cái nó bay cao, thật là cao. Xong cái sông Hồng Hòi nó bay qua cánh đồng này, bay qua cánh đồng khác, cái hồi nó tới cái dòng sông cái nó hết điển, nó xong cái nó gớt xuống gớt. Đấy. Là Vậy cái đó tới là mình mình chế hả chú? xuất hồn quá. Nhưng mà mình tu mà niệm Phật mà bay được đi vậy mạnh quá rồi, cái ráng tập cho làm sao mình làm chủ á, cái là chủ cái là muốn đi là niệm Phật đi à, vậy là hay á. Xong con lúc con niệm niệm cái đầu cái trung tâm chân mày con cái đầu nó chuyển động ghê lắm, cái xong cái con niệm 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 cái đầu nó tách bốc tách ra, nó gời ra luôn cái con niệm chữ Nam cái À, vậy à, vậy vậy là hay đó. Mình tu đến đến cái chỗ mà mình muốn đi là mình niệm đi là lúc đó là mạnh, nó giỏi lắm. mà một hồi thì nó lại gớm lại, nó hồi lại không có đi, À, đi. mà xong cái hồi lại cái con lại niệm nữa, cái đi nữa mà đi không có xa, con lại niệm nữa mà trong đêm đó con đi mấy lần luôn, Vậy tốt quá, đi liên tục vậy là nhẹ lắm. con đi hoài Tốt đó. quá. Bà con bây giờ bà con ở đây mình tu ở đây đó, mình cũng cố gắng mình luyện tới cái mức độ đó, mức độ là mình tự chủ chứ không phải hên xui, chứ không phải tu rồi nói bữa nào nhẹ cái nó bay ra cái hên xui. Rồi phải tu lắm xem niệm Phật ngồi xuyên suốt ngồi rung máy xông hơi tùm lum Cho nên tùm cho thấy là cái pháp vô vi mình đây đó là mình tự chủ, mình làm chủ được chủ cái pháp mà, chứ không phải là tu hên xui, không phải tu có hên xui, còn nếu mà tu không được đó là mình giả. Từ từ rồi bà con, nhưng mà chú Bánh nói trước để cho biết cách để mình ráng tu, tu không được làm nữa niệm không Phật, niệm Phật không thông niệm nữa. Bye bye Bye. ha, Bye. Bye bye. Bye bye. Ok, bye bye. Lát nữa vô tiếp coi lại. Mới coi lại hồi nãy là vô nhắm mắt luôn.
Rồi nãy máy chú bá cho bá dặn cái âm thanh nhỏ lên tưởng nghe không được. Bây giờ tao bà con nghe đầy đủ rằng là được. Ok, bye bye. Ok, bye, chúc buổi chung vui vẻ. Bye bye. Bye chú, bye chú Hiệp, bye chú bá. Have a nice weekend, everybody. Thank you.